Ở nhà không có gì mà chứ lấy. Trời ơi, đeo là chị mà đeo khẩu trang cũng hơi sạc luôn. Bắt là gì thôi? Thì à? Cặp cửa nào? Thì à bắt là gì thôi? 1904 là hấu hoài. 1904 không ai à? Ừ. Anh biết đâu. Nè, lấy cái chồng này nè. Lấy gì lại, nó lại thì cũng được. Đoán ngại. Không nói chuyện được chứ không ngại đâu bè. Không tại nó bị khớp, nó không biết nói á. Hả? Tại nó bị khớp, nó không biết nói á. Nhất như mới đầu khi tôi đọc thì tôi có dám đọc đâu. Ừ, có 3 1 8 đây nè. Đẹp nha, vải đúng xịn luôn á, thật sự. Nè, có cái vơ màu đỏ nè. Ê mọi người, cái xếp mặt thật sự luôn, bà thằng nhận hàng là mê liền luôn mấy bà. Vải nó rất là đẹp luôn á, thật sự. Em chốt cho nay cho mọi người giá 89 là giá sỉ nha mấy chơi. Thật sự vải rất là đẹp. Ôi, đủ à. Chia cho sỉ không có đủ luôn mấy bà. Mới giờ thêm luôn mới, nó vải quá trời đẹp. Cái này em đặt riêng có 500 xếp rồi mới chơi. Hàng vải cực kỳ xịn luôn. Mê lắm mấy chớ ơi, cái phơm quần này chắc nó coi giãn xỉu á. Mặc lên tông dáng cực kỳ nha mấy bà thiệt. Tông dáng cực kỳ luôn á. 89 ngàn một set em đang mặc, chốt bá em nha mấy chớ. 89 ngàn giùm em. Rồi vô lại em tặng quà lại nha mấy bà ơi. Rồi ok, như ý thôi, lấy thì báo chị là bộ chị mặc kèm giá cho tình yêu ơi. Ôi mọi người ơi, hôm nay em nói chuyện hơi nhỏ, mọi người ơi, thông cảm giùm em nha mấy chớ thôi. Bộ em mặc từ 40, à có thể 38kg vẫn ok nha mấy chớ, tại nó ôm lắm, 38-58kg. 38-58kg coi giãn giùm em nha mấy chớ. Ôi ôi, vải nè, đã lắm mấy chớ ơi, thật sự cái vải rất là im luôn. Em bán 89 ngàn nha, người ta đang bán 200 mấy, em bán 89 ngàn mấy chớ, lên đơn liền giùm em nha, xếp em mặc 89k. Mọi người ơi, mặc lên tôn dáng cực kỳ nha mấy chớ, thật sự, phơm rất là đẹp luôn. Bao nhiêu ký cũng ok cho em nha. 38-58kg vừa cho em. Ống rộng giùm em nha mấy chớ, mặc thoải mái cực kỳ luôn, xịn lắm. Cái xếp này cực kỳ xịn giùm em luôn. Rồi vô lại cho mấy chớ, chấm tay chia sẻ lại giùm em, tặng quà đầu lo lại cho mấy chớ nha. Trần Thị Vy khách mới lên giùm em số điện thoại nha chị. Chị Trần Thị khách Vy lên giùm em số điện thoại nha chị yêu ơi. Rồi ok, Trần Thị Như Ý có bộ 89 ngàn nè, ok tình yêu nha. Rồi chấm tay chia sẻ lại giùm em nha mấy chớ, em vô lại rồi em lên tặng quà lại cho mấy bà nha. Rồi chia sẻ lại giùm em nha mọi người. Hôm nay em sẽ nói chuyện hơi nhỏ mọi người ơi, chịu khó nghe giùm em nha mấy chớ ơi. Nha, chia sẻ lại giùm em nha mọi người, tặng qua lại cho mọi người nha. Rồi lên liền giùm em, mã đầu tiên là áo nỉ. Ủa, áo len chứ mọi người, em tặng mọi người 1k đầu lai. Len đen 1k đầu lai, chấm tay chia sẻ lại giùm em nha mấy chớ. Chấm tay chia sẻ lại giùm em, len đen 1k tặng đầu lai luôn. Bộ 89 cho Tú Tú. Ok, rồi comment nãy giùm em là len đen 1k cộng số điện thoại giùm em. Len 1k cộng số điện thoại tặng đầu lai. Lên 1k tổng số hội giùm em tặng đồ lần. Chia sẻ lại giùm em nha mấy chơi. Cái bội mặt có 89 ngàn mấy chơi thôi. Vải bao đỉnh luôn thật sự. Rất là xịn luôn á mấy bà. Ôi ôi tôi mê dữ lắm luôn á. Cái xếp xuống đẹp luôn. Rồi cho em xin mẫu quần ống rộng nha mọi người. 9k đầu lai luôn. Cái quần này mặc chúng là áo trắng rồi rất là đẹp. Quần ống rộng giùm em 9k. Ống rộng 9k giùm em nha. Đẹp cực kỳ. Ống rộng 9k tổng số điện thoại giùm em. Mã ống rộng 9k tổng số điện thoại nha. Tặng lại đầu lai cho mọi người nha. Rồi, mã áo kiểu giùm em 29 cộng số điện thoại giùm em luôn. Áo kiểu 29.000 cộng số điện thoại giùm em nha mọi người. Áo kiểu 29k cộng số điện thoại giùm em. Mã áo kiểu 29.000 giùm em cộng số điện thoại nha. Đen đen 1k cho Mỹ Tiên. Chấm lại chia sẻ lại giùm em nha mọi người ơi. Em đang bệnh nhưng mà em vẫn like cho mọi người nha. Ôi con quần le rất là đỉnh luôn nha mấy chơi, thật sự. Quần này 180.000 em tặng luôn cho mọi người. 99k giùm em nha, size L. Le 99.000 size L giùm em là có đơn. Le 99k size L là có đơn nha mấy chơi, đẹp lắm. Form góc đẹp luôn, size L. Ống rộng 9k cho Ngọc Anh. Quần le chắc co giãn giùm em nha mấy chơi. Le 99.000 giùm em size L. Le 99 giùm em size L. Rồi bomber em tặng luôn 29k, bomber 29 cộng đã chia sẻ giùm em. Mã là bomber 29.000 cộng đã chia sẻ nha mấy chớ ơi. Bomber 29k giùm em cộng đã chia sẻ. Bomber 29 cho Yến Châu. Em hết rồi, em hết chứ quần hồi nãy nha bà ơi. Bomber 29 cộng đã chia sẻ nha mọi người. Rồi chấm thầy chia sẻ lại giùm em nha mọi người. Phải chia sẻ mới tặng được cho mọi người cái giá này nha. Giá rất là rẻ mọi người. Rồi, cho em xin mã nâu. Em tặng luôn 39
9.000 cho bạn nào có logo chia sẻ nha, thun 3158 giùm em. Rồi cho em xin mã nâu 39k cộng đã chia sẻ nha mấy chơi. Mã nâu 39.000 giùm em nha. Ồ vải nè mọi người ơi. Đẹp lắm, nâu 39 giùm em. Lên 99 cho Trần Thị Như ơi. Nâu 39 cộng đã chia sẻ giùm em nha. Rồi cho em xin mã thun đen cao cấp 45k cộng đã chia sẻ luôn mấy chơi ơi. Thun đen 45.000 giùm em nha. Đây, chữ nổi giùm em nha, rất là xịn. Rồi cho em xin mã đen 45.000 cộng đã chia sẻ. Đen 45k giùm em nha mấy chơi. Đen 45 cộng đã chia sẻ giùm em. Chấm thoại chia sẻ like lại giùm em nha mọi người. Nâu 39 cho Như An cơ. Đen 45 giùm em nha. Đen 45 cho Nguyễn Hoài Ly. Cho em xin mã là xếp xanh lá nha mọi người ơi. Em bán luôn 45.000 cho mọi người luôn. Xếp xanh lá 45 chia sẻ luôn giùm em. Xếp xanh lá 45 chấm bài chia sẻ like nha mấy chơi. Rồi xếp xanh lá 45k. Xếp xanh lá 45 giùm em. Quá xịn chưa. Bộ ngủ giùm em nha mấy chơi. Bộ ngủ tay dài quần dài luôn 49.000. Bộ ngủ 49.000 giùm em nha. Chấm bài chia sẻ like lại giùm em nha mấy chơi ơi. Thật sự hôm nay rất là đau nhưng mà vẫn phải like cho mọi người nha mọi người. Rồi cái xe em mặc có mọi người 89.000 nha. Em cao mét 57 nha mấy chơi. Đẹp lắm. Thật sự rất là xịn luôn. Rồi cho em xin mã trắng nha mọi người. 89.000 mặc lên tao tôn dáng cực kỳ luôn mấy chơi. Rồi cho em xin mã xếp bộ nha mọi người ơi. 49.000 xếp luôn. Pyjama tay dài quần dài giùm em. Bộ 49.000 tay dài quần dài luôn. Mango không nhân. Bộ xếp 45 giùm em châu. Mã bộ 49 nha. Bộ 49 giùm em. Rồi cho em xin mã nỉ mã len nha mọi người. Em bán luôn 29k. Len 29 giùm em. Len 29 là có đơn nha mấy chơi. Len 29k giùm em nha. Đơn hôm qua đi cho con. Đơn hôm qua đi hót con ha. Đơn hôm qua em đi hót rồi bà ơi. Rồi cho em xin mã len nha mọi người. Bộ 49 cho Ngà Quỳnh Như. Ôi sơ mi thiêu luôn. Nhung thiêu giùm em nha mấy chơi. 45k sơ mi. Sơ mi 45 liền đi mấy bà ơi. Đẹp đó. Hàng gốc đẹp nha. Sơ mi 45k giùm em là có đơn. Len 29 cho Nguyễn Đằng Bảo Thơ. Sơ mi nhung 45.000. Rồi cái set cao cấp nữa em tặng luôn 50.000 đây. Set đậu 50, set đậu giùm em nha mấy chơi 50k. Set đậu 50.000 giùm em, chấm lại chia sẻ like giùm em nha. Đó, xịn chưa? Set đậu 50.000 nha. Thấy bà ơi lên liền đi. Set đậu 50. Vải cực kỳ đẹp luôn. Set đậu 50 giùm em. Đó, xịn. Set đậu 50. Set đậu 50. Rồi cho em xin mã set màu be luôn 50. Set be 50 giùm em luôn nha. Set này set cao cấp nha mấy chơi. Set vest cao cấp giùm em. Set be 50.000 luôn. Thấy em nha Thu Hà ơi, thấy em. Đậu 50 cho be dẹp. Rồi cho em xin mã set be 50.000. Set be 50 đó mấy bạn. Set này đẹp lắm, mặc lên nó sẽ dẹp nè mấy bạn ơi, đẹp ơi luôn. Set be 50 luôn, đẹp quá đẹp. Set be 50. Rồi cho em xin mã là xanh lá 29 nha. Không bao màu 58 luôn. Xanh lá luôn cho em 29k. Mã xanh lá liền đi mấy chớ 29.000 giùm em. Chấm bài chia sẻ like lại giùm em nha mấy bạn ơi. Xanh lá 29 giùm em phân rộng. Xanh lá 29k. Chấm bài chia sẻ like lại cho em nha mấy chơi. Rồi cho be 50 cho bên em. Gấu dâu giùm em nha mọi người. 39.000 giùm em thun lụa cao cấp. Gấu dâu 39k giùm em thun lụa. Gấu dâu 39.000 nha mấy bạn, đẹp nha. Gấu dâu 39.000 giùm em. Mã gấu dâu 39k một con. Xanh lá 29 cho Kim Yến. Gấu dâu 39.000 nha. Gấu dâu 39 cho Nguyễn Trần Bảo Thơ. Quá xịn luôn á. Áo kiểu đi mọi người 45.000 giùm em một con trắng. Áo kiểu trắng 45k. Áo kiểu trắng 45 giùm em nha mấy rồi. Áo kiểu trắng 45 giùm em một cái. Áo kiểu trắng 45. Đòi chị mặc bao nhiêu? Đòi chị mặc 89.000 nha. 99.000 em sale luôn trên live cho mọi người. 89.000 bằng giá sỉ luôn nha. Chốt trên live là bằng giá sỉ 89.000 nha mấy chơi. Đẹp lắm. Kiểu 45 cho Lan 10. Phong rất là đẹp nha mấy chơi. 89.000 bộ luôn, mặc xứng đáng đồng tiền luôn. Thoải mái cực kỳ. Vải bao rip mọi người coi giãn đã luôn. Coi. Chốt mã bội mặt là 89.000 thôi mấy chơi. Người ta đang bán 200 mấy, bộ này rất là chen luôn mấy chơi. Bắt chen kịp thời liền nha mấy chơi. 89.000 bộ thôi, mặc xinh xẻo luôn mấy bà. Thật sự form rất đẹp luôn, có túi giùm em nha. Đây, thoải mái cực kỳ chưa? Cực kỳ đẹp, 89.000 bộ thôi nha mấy bà. Lấy báo em bội mặt 89.000. Rồi áo kiểu giùm em 35k. Áo kiểu 35. Đây em quần chị mặc là quần ống cộng đây em. Đó, quần ống cộng bình thường thôi. Rồi, ngồi cho em xin mã áo kiểu nha, 35k. Áo kiểu 35.000 em là có đâu.
mà áo kiểu 35k nha. Vải là vải body rip hết nha mọi người. Vải là vải body rip hết giùm em nha. Vải cực kỳ đẹp mọi người. Xịn nhã man luôn. Rồi châm tinh mã áo kiểu đen luôn, 35.000 luôn. Áo kiểu đen giùm em 35.000 có một ngọc. Mã đen giùm em nha, 35k có một ngọc mới chết. Áo kiểu đen 35.000. Kiểu 35 nha Kim Yến. Rồi em có mã đen nha mọi người, comment mã đen giùm em 35.000. Rồi, châm tinh mã len. Len giùm mới chết 35k. Len giùm em luôn 35.000. Mã len 35k. Đen 35 cho Lan 10. Len nha mới chết 35.000. Len 35. Len 35.000. Len 35 với Thanh Tâm. Gấu dâu giùm em nha mới chết 35 luôn. Gấu dâu giùm em 35k. Mã gấu dâu 35 rồi đưa tiếp hàng vô chế mới được. Gấu dâu nha mấy bà ơi, 35.000 giùm em. Mã gấu dâu 35.000. Gấu dâu 35k. Gấu dâu nha. Gấu dâu. Tiền cân khách mới thôi giùm em số điện thoại nha chị. Ê, cái áo này đang tìm kiếm nha mấy chơi. Trời ơi, về loại. Rồi, cho em xin mã trắng nha mấy chơi. Gấu dâu 35 cho túi không? Em bán luôn cho mọi người 39.000 luôn. Trời ơi, rẻ nhất suốt luôn mấy chơi ơi. Phơm cực kỳ đẹp luôn á nè. Trắng liền nha, 39.000 giùm em. Áo cổ trụ đơn giản thôi mấy chế mà xinh nha. Trắng giùm em 39.000 giùm em. Trắng 39 cho Thanh Tâm. Em hết trắng. Em hết trắng. Em còn màu xanh xanh lá nè, màu nâu, màu tím, màu đen, màu vàng, màu cam. Rồi em lên từng hàng mấy chế. Còn mỗi mấy bà sĩ thì bóc ngẫu nhiên giùm em đi màu đẹp không. Nâu nè, vải của nó thì mấy chế 39.000 màu vải nè. 39.000 màu vải xứng đáng luôn. Sáng em mặc 89.000 nha mấy chế, thấy bó em hàng đẹp không? Ok, đen cho Thanh Tâm, hết đen luôn. À, em hết đen, em còn màu nâu, đổi qua nâu liền nha mấy chế. Nâu 39.000 nha. Nâu 39 cho Thanh Tâm. Rồi, nâu 39. Rồi, được, ba nâu. Ba nâu con đọc đi. Ba nâu. Nâu 39 cho Tú Tú. Ba nâu. Nâu 39 cho Mỹ Tiên. Rồi, hết nâu. Em còn màu nâu, màu nâu liền nha, 39.000 con. Nâu nha mấy chế, 39.000 giùm em. Nâu 39 nha, nhận hàng kiểm tra hàng giùm em nha. Nu 39.000 lên set em mặc, set em mặc 89.000 mấy chứ ơi. Đẹp lắm, người ta đang bán 200 mấy phải không? Em bán 89.000, chốt luôn liền nha. Bộ 89 cho Quỳnh Quỳnh. Rồi ok, em nói luôn ha mấy chứ. Mấy chứ nhận hàng kiểm tra hàng giùm em nha mấy chứ. Chất xấu, hàng không đẹp, không đúng mẫu trả hàng liền giùm em nha. Em bao cho người kiểm tra hàng luôn. Cái này em đặt may riêng tới 500 set là mấy chứ yên tâm nha. Hàng đẹp cực kỳ giùm em nha, form rất là đẹp. Vải rất là xịn, chuẩn lắm mọi người ơi. Tách riêng cái áo, cái quần mặc vẫn lời mấy chứ, có 89.000 à. Em bán trên live là giá rất là rẻ mọi người. Các shop đang bán 200 mấy, không ai bán 89.000 luôn á mấy bà. Chốt liền nha, set em mặc 89.000 nha. Bỏ 89 tiếng lên. Đó mọi người ơi. Chất đúng đảo luôn mấy chứ, 89.000 thôi. Nè màu nu nè, nu 39 cho Kim Yến. Rồi ok. Mặc ơi, màu bơ ở ngoài đẹp lắm luôn mấy bà. Màu bơ giùm em nha, 89, ờ 39.000, màu bơ 39 giùm em. Ôi xịn ha, xinh giả man luôn. Mấy con cổ trụ này đang hot nè, đang chốt lại hàng nè, đang mai lại luôn á. Bộ 89 cho Hân. Ok mọi người, cho em xin mã là màu cốm 39.000 một con. Màu cốm giùm em nha, 39k. Tím môn 39 giùm em luôn. Bơ 39 cho Tú Tú. Ôi màu này cháo nha, màu này cháo nha, nhưng mà ở ngoài màu đẹp lắm nha mấy chơi. Màu bơ, ở màu màu này màu tím môn giùm em 39.000 ha. Lai hơi cháo, ngoài góc đẹp. Màu tím giùm em 39 nha. Tím 39 còn hai màu. Còn hai màu, màu cam với lại vàng 39.000 luôn, cam với vàng giùm em nha, 39k. Cam với vàng 39 thôi mấy chế. Cam vàng tím 39.000 giùm em nha. Đó, chốt lẹ đi mấy chế ơi. Rồi cho em xin mã màu cam. Rồi màu này là màu vàng 39.000 nha. Cam vàng giùm em. Mấy cái con áo này dễ mặc lắm, mọi người mặc chúng ở quán gặm là xinh nè mấy bà ơi. Cam với vàng liền nha mấy chế, 39.000 giùm em. Cam vàng luôn 39.000. Em lấy nguyên lô. Ok Bảo Thi, còn nhiêu chứ để cho em nha. Còn tầm mấy cái chứ để cho em luôn nha Bảo Thi. Em lấy nguyên lô là sao Thi? Tí ghép Zalo em nha, em lấy nguyên lô. À ok. Cái này có không vậy? Rồi không cam cho sao Huyền. Trời cái tới mọi người. Em lên con này mọi người không chốt luôn, người tiếp vũ luôn mọi người. Vải nó đẹp vậy nè mới chơi. Lên bảng màu cho người trước nha, hồng trắng. Hóa trời xịn luôn á. Màu xanh chuối nè, hồng trắng chuối nè. Cam. Nâu. Trời ơi màu đẹp không luôn mấy chớ ơi. Xanh dương. Xanh lá. Đen. Mọi người ơi, màu có một cái luôn á mấy chớ ơi, thật sự. Đây nha, bà nào ngoài nào chút liền giùm em phát nha.
xíu luôn. Sếp em mặc hả? Sếp em mặc 89.000 em còn, em mới chơi đây cái vải nè. Đây mọi người ơi, đây cái này mặc lâm phơ một phát là xinh xỉu luôn mọi người, 39.000 luôn nha. Chốt màu giùm em 39.000 nha mấy chế. Trời ơi vải nè mọi người. Coi giãn 40 60 kg lại vẫn ok luôn mọi người, giãn vậy nè. Hàng bó rip giùm em nha, 39.000 giùm em, mát xịn giùm em nha mấy chế. Rồi, cho em xin mã trắng nha mấy chế. Trắng, hồng, chuối, đen giùm em. Rồi ok thấy chưa sợ. Ơi vô lại giùm em nha, chấm lại chia sẻ lại giùm em nha. Ơi hồi sáng có giùm cái quần bí không? Quần xanh hồng với màu xanh với hồng á, là cái áo của nó màu trắng với màu đen, màu đen gì á. Màu đen với màu gì nguyên chồng nha. Ở ngoài áo màu trắng là màu đen á, còn cái quần nữa. Quần trước á, màu xanh với màu hồng. Ừ ấy ơi. Xanh với hồng nè. Cái này lựa ra hả? Chọn một cái thôi. Chọn cái áo thôi, cái màu trắng mình nó cũng có màu trắng này nè. Để cái trắng mình cho nè, cao trắng á. Chấm 39 cho Phương Hà, ok luôn Hà, phải chấm 39. Ok bỏ ra, bỏ ra. Cái gì? Cái màu xanh dưới đây được 2 cái. Ok bỏ ra. Đẹp lắm nha mấy chế em mà, con khá hồi xịn lắm nha. Ờ, set em mặc hả? Set em mặc là 89.000 mấy chế, gọi vô lại chưa, chấm 3 chia lại lại em. Rồi ok, cái trắng để cho Phương Hà nha. Cái trắng đi chứ. Trắng cho Phương Hà. Đen Thu Thủy có số thoại cho em chưa? Thu Thủy ơi, khách mới lên kèm số thoại giùm em. Thu Thủy khách mới lên kèm số thoại giùm em. Set em mặc 89.000 nha mấy chế, em còn hàng nha. Hàng này người ta bán 200 mấy, em sale luôn 89.000 nha mấy chế. Thơm rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. Đây, tiện lắm mọi người ơi, chốt liền đi thật sự. 38 đến 58 kg bông chen vừa cho em nha mấy chế, đẹp cực luôn. 89.000 khác thôi, quá rẻ, rẻ nhất thuốc luôn mọi người ơi. Ai cũng đang bán 100 mấy, 200 mấy không á, không ai bán 89.000 mấy chế. Đây, xem mọi người có sợi dây to luôn, cực kỳ tiện. 89.000 khác nha. Rồi, áo này thời báo em nha, xanh, ủa hồng, xanh lá chuối, màu là cam, xanh lá và xanh vuông. Xé 89 cho Hồng Phượng. Rồi ok, có chị. Áo vậy nha mấy chế, 39.000 giùm em con áo bò rip. Vải bò rip giùm em 39.000 nha, hàng đẹp lắm. Bò rip giùm em 39.000 luôn, lấy có em. 39.000 con áo nha. Rồi cái set này đi mấy chế. Quá trời, cái set này nó hot dữ luôn á là. Vải cực kỳ đẹp luôn. Rồi, đây, áo là áo bo rip nha, đợi em lên set cho mọi người nha. Rồi thêm một cái quần bí giùm em nha, quần bí giùm em nha mấy chế. Đó, một set đồ vậy nha mấy bà ơi. Đúng đẹp luôn, em bán cho mọi người 69.000 lên đơn liền nha. Set màu này là màu cốm giùm em, 69.000 hai món luôn, quá trời lời luôn mấy người. Mọi người ơi, mọi người xem cái phong quần nè, quần bí giùm em nha. Đây, bên trong nó sẽ là hai lớp giùm em nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, cho em xin mã là màu cốm. 69.000 set luôn. Lên dáng siêu xinh nha mấy chế. Lên dáng siêu đẹp giùm em luôn đó. Phơm rất là cưng nha. Rồi cái này có màu cốm và màu hồng. Xếp cốm và xếp hồng giùm em nha mọi người. À, lấy giùm chết hai cái móc quần á. Hai móc quần mít thật luôn anh á. Hai xếp này lên chết. Rồi em có xếp cốm và xếp hồng nha mọi người ơi. 69.000 giùm em một xếp đồ nha, siêu đẹp. Cái này là hàng em đặt mai, xếp màu cốm kèm giá cho tình yêu rồi. Cái này là hàng em đặt riêng nha mấy chế. Em tự lên mẫu em đặt riêng nha chứ không có đâu. Đó. Đó, hay cùng chưa? Hai xếp 69 cho Thanh Tâm. Nhưng mà kèm nào vô cục vàng thôi. Có một chút hồng. Đẹp lắm mọi người ơi, thật sự. Em rất là ưng luôn mọi người. À, cái vải thôi là mê rồi mấy bà ơi, yên tâm ngày nào vải bo rip giùm em đàng hoàng. Hồng 69 cho Yến lên. Trời ơi mọi người, cái form vải siêu đẹp luôn, không có nhiều nữa, số lượng có 10 xếp hay sao rồi. Mới chơi 10 xếp mỗi nào. Đẹp cực kỳ luôn, xếp hồng sẽ đi với áo trắng. Còn xếp cốm thì sẽ đi với lại áo đen nha mấy chế, mặc lên siêu xinh giùm em nha. Rất là đẹp nha mấy chế. Đây mọi người ơi, em lên dùng mình xem cái set này. Đẹp cực kỳ luôn á mấy chế. Còn quần riêng không chế nè, không có quần riêng một vàng hơi này là cá xếp á. Đẹp lắm mọi người, cái này là hàng em đặt cá riêng. Cái gì? Bốc sĩ tại shop. Dạ có nha, có sĩ nha mấy chế. Cẩm Thu khách mới lên dùm em số điện thoại nha chị. Cái cưng lắm mấy bà ơi, Cẩm Thu khách mới lên dùm số điện thoại dùm em như tình yêu ơi. 69.000 set đồ nha mấy chế, riêng cái quần thôi hơn 70.000 rồi phải. Phải phải nói luôn mấy bà ơi, quần hai lớp dùm em nha, hàng đẹp cực kỳ luôn. 69.000 xếp mà lên liền giùm em mã set xanh, set ở set cốm hoặc là set hồng. 69k giùm em set cốm hoặc set hồng. Đẹp ghê luôn. Tắt ghi. Set hồng okay. 69 cho Cẩm Thu. Rồi ok. Thanh Tâm thêm một set hồng 69. Mấy chớ lên đơn nhanh đi, họ tự không có về nữa đâu mấy chớ. Lâu lắm, đặt mai rất là lâu luôn. Mọi người chốt liền giùm em mã set hồng và set cốm đi. 69.000 xếp thôi, vải siêu đẹp nha. Rồi cái quần. Cái quần mà.
đúng xịn chưa, hàng hai lớp luôn. Tại vì phải mang hai lớp thì nó sẽ mới tạo cái độ bồng được mới chứ. Test cỡ 69 cho Nguyễn Hoàng. Đó, test cỡ là... khách mới lên giùm em số điện thoại nha chị. Chị Nguyễn Thị Thắm lên cầm số điện thoại giùm em nha. Set hồng mà set cơm 69 ngàn là mới chết. Ờ, rẻ lắm. Rồi trước em thấy cái chị kia đang bán là tới 130-140 set á. Em mai về em thấy 69 ngàn bằng phân nửa giá thôi. Ừ, lên cân nhân giùm em nha, 69k giùm em. Màu, màu này là màu hồng và màu này màu cốm nha. Lên mã set hồng và set cốm liền giùm em 69 ngàn nha mấy chết. Mỗi mặt là quần mấy chết. Quần, em không có về váy, về là quần thôi à. Đẹp lắm. Set hồng 69 cho Nguyễn Thị Thắm. Đẹp quá, mùa ơi, set 89 ngàn. Tinh cũ luôn. Set 89 nha, lấy bó em mã mặt là set 89 ngàn. Sếp chị mặc là quần dày không? Trời ơi, cái quần của nó siêu dày luôn tình yêu ơi. Đây, nó dày lắm. Dày cực kỳ dày luôn. 89 ngàn sếp nha, lấy bó em. Sếp mặc 89 kìa. Sếp mặc 89 ngàn cho giá thêm hàng. Sếp em mặc 89 ngàn nó chớ vải siêu đẹp luôn. Trời ơi, phải nói ra. Mà có một cái luôn nó chết. Barbie doll giùm em 39 ngàn. Em bán luôn 39 nha trời. Nâu liền giùm em 39 ngàn nha mấy chết. Barbie doll nó mới chơi. Mà cái đụng đuổi thấy cưng cực kỳ luôn. 50kg quay lại vừa giùm em nha. Nâu giùm em 39 ngàn Barbie doll giùm em nha. Màu nâu 39 không. Ừ, màu nâu 39 cái này nè. Cái này xếp hồng và màu này Barbie doll 39 cốm. Barbie doll 39 cho Bảo Hồng. Rồi, ok chưa? Baby doll 39 cho Bảo Hoàng cái chị đang cầm á. Cái này là phải body rip mọi người ơi, mọi người về mặc áo lót màu nu giùm em nha. Tại vì cái này mặc màu trắng thì lên lai đèn nó gọi vô thì nó sẽ thấy được cái áo của em. Mọi người chịu khó mặc cái màu nu là đẹp, xinh lắm. Vải cực kỳ dày luôn, nhận hàng cho mọi người bao kiểm tra hàng chắc mỏng chẳng hàng ok chưa? Em bao cho mọi người luôn mà. Xốp giùm em nha, màu này là màu màu cam, cam cam nhạt nha mấy chết. Barbie doll cam nhạt giùm em luôn, 39 ngàn nha, không ai bán 39 ngàn đâu mấy chết ơi. Cam nhạt giùm em 39 ngàn luôn, thấy cưng lắm, mặc chúng là lại quần đùi cưng cực kỳ luôn. Cam nhạt nha mấy bạn, 39 ngàn giùm em, form thấy cưng chưa? Form rất là yêu luôn mấy bạn. 39 ngàn nha, cam nhạt giùm em. Cam nhạt nha mấy chết, màu con cái luôn. Cam nhạt nè. Vàng giùm em luôn, con này là vàng. Mà là màu vàng như mấy chế, đẹp ghê luôn mấy bà ơi. Cam 39 cho Stella Huyền. Rồi con này là vàng luôn 39. Cam cho Huyền nè. Vàng luôn nha, 39k, vàng 39 giùm em. Xanh lá 39 luôn. Xanh lá nha mấy bà ơi, 39 luôn. Con này xanh lá mà đẹp ghê luôn. Xanh lá 39. Ui. Nè, xanh lá màu xanh min á. Còn màu này là màu cờ vàng. Vàng xanh min, vàng xanh min, nâu và đen. Nâu và đen nha mấy chế, vàng xâm niên nâu và đen thì em 39 ngàn có Barbie doll thấy cưng. Mặt này lên là thấy cưng liền mấy chế. Mặt lên là thấy cưng liền mấy bà ơi, dễ thương lắm luôn á. Xanh lá cho Bảo Hằng rồi ok. Rồi cho em xin mã màu này là màu nâu. Màu nâu nè, màu đen. Nâu và đen. Nâu và đen nha, 39 ngàn dùm em. Nâu và đen liền nha mấy chế, 39k. 39 ngàn à mấy chớ, khỏi phong nhân khỏi trầm trò nữa. Cái này số lượng không có giảm nữa tình yêu ơi, quá trời rẻ rồi. Màu đen 39 cho Linh Hà. Ok. Còn cái này nọt lấy không? Còn cái này nha. Còn trong này nữa nha mấy đứa, thích lấy thì chia trong này gian. À có cái màu này đẹp nè mọi người. Màu hồng á, màu hồng rất là ngọt luôn, rất là thấy cưng luôn. Với lại màu xanh, có màu hồng với lại màu xanh rất là yêu luôn mấy chớ. Màu hồng với lại màu xanh ở ngoài nó rất là dễ thương. Trời ơi, dễ thương chưa? Cưng lắm á mấy chớ ơi, mà hồng thấy cưng dữ luôn á. Hồng nha, 39 ngàn giùm em, được 2 con hồng cái gì á. Được 2 con hồng, 1 con xanh. Được 2 con hồng, 1 con xanh. Dễ thương cực kỳ luôn. Hồng giùm em 39 hoặc là xanh 39 giùm em nha, cute hoặc meo luôn mấy chớ. Hồng và xanh liền giùm em 39. Ở trên này, phần này của nó là borip, vải borip hàng xịn. Ở dưới này nó phối chắc xốp giùm em nha. Hồng 39 cho Bảo Hằng. Rồi hồng và xanh nhạt giùm em 39 ngàn. Hồng và xanh 39k. Hồng và xanh liền nha, nó chế 39 ngàn. Hồng và xanh giùm em 39 ngàn. Rồi cho em xin mã là set nào. Set xanh nha mấy chơi. Trang Mỹ có số điện thoại cho em. Trang Mỹ khách mới lên số điện thoại giùm em nha.
Hôm nay em bị bệnh mọi người, em đeo khẩu trang nha mọi người. Em nói thôi không được lớn được, em chết không cảm giùm em nha. Rồi cho em xin mã cốm. Mã cốm giùm em 49.000 luôn. Mã cốm 49.000, một xích cốm 49.000. Mã cốm 49.000 giùm em. Mã cốm 49. Mã cốm 49. Rồi mã cốm 49. Len Quảng Châu giùm em 39.000. Cốm 49 cho Huỳnh Như. Len Quảng Châu 39k giùm em là có đơn. Mã Len Quảng Châu 39.000 giùm chết. Len Quảng Châu 39.000. Chốt mã Len Quảng Châu báo em 39k. Len Quảng Châu 39.000 nha. Len Quảng Châu 39.000. Rồi Len Hồng luôn 39.000. Len Hồng 39k giùm em tổng số thoại nha. Len Hồng 39 giùm em. Chấm bài chia sẻ like mạnh lên giùm em. Len Hồng 39 cao luôn. Len 39 cho Linh Đan Nguyễn. Cho em xin mã Hồng 39.000 luôn. Hàng ở đâu? Hồng 39 nha. Rồi. Hồng 39 cho Thanh Tâm. Cái áo bestseller về lại rồi nha mấy chơi. Đây cho em xin mã áo kiểu trắng 39.000. Áo kiểu trắng giùm em màu con luôn 39.000. Màu trắng 39 giùm em. Màu nu 39 giùm em. Màu nu, màu nâu, màu nâu chứ. Màu này màu trắng, màu này là màu nâu, 39.000 giùm em nha. Trắng nâu. Màu này là màu đậu. Màu đậu nha mấy chế, 39.000 giùm em. Trắng, trắng 39 nâu. Cho Ngọc Anh Trương. Rồi được hai trắng. Trắng 39 cho Bảo Hà. Rồi, rồi. Rồi, màu này là màu nâu. Màu này màu nâu giùm em nha. Màu nâu đây mấy chế mặc lên siêu trắng da luôn. Nâu 39 cho rồi. Bảo Hà. Ok. Rồi, được hai đậu. Hết nâu rồi được hai đậu. Được hai 39 cho Bảo Hà. Được hai đậu. Một đậu còn một đậu nha mấy chế, lên mã đậu giùm em liền. Màu đậu này siêu đẹp, siêu trắng. Đậu 39 cho Sao La Huyền. Rồi. Màu nâu còn cái nha. Nâu còn cái. Nâu 39 cho Thu Thủy. Rồi đen còn một. Đen có một thôi mới chế lên đường đen nha. Nâu đen 39 giùm em nha, có một đen. Đen 39 giùm em nha, có một đen thôi mới chế lên liền. Đen 39 giùm em nha. Đen 39 giùm em. Đen 39 cho Thanh Tâm. Rồi, tím giùm em, tím nhạt nha mới chế 39k luôn. Màu tím nhạt giùm em 39.000. Tím nhạt giùm em 39 nha. Tím nha mấy chế, màu 39.000 tím nhạt giùm em. Tím nhạt 39 giùm em. Tím nhạt 39 giùm em một con tím nhạt. Tím nhạt 39, màu xám 39 luôn. Mã xám này hơi bị trắng da đó mấy bạn. Màu xám này hơi bị trắng da luôn. Xám 39 luôn nha. Tím 39 cho Bảo Hằng. Một con xám cuối cùng 39 cao. Xám 39 luôn. Rồi màu này là hết, màu này là kết thúc màu. Màu này là kết thúc màu, màu đỏ giùm em 39.000 luôn. Xám 39 cho Bảo Hằng. Trời đã quá rồi, cái vải đó nó đúng đẹp luôn á. Màu đỏ nó màu đỏ đậm nha mọi người, rất là xinh. Đỏ 39 luôn, có 1 cái thôi. Màu đỏ giùm em 39.000. Đỏ 39 cho Tú Hằng. Ok, không có nhiều, màu có 1 cái thôi. Mấy cái chóng hãy bọn em giùm em khói luôn. Cái gì? Một cái lớp vậy. Ừ. Từ đây nè. Trời, trời ơi, cái áo này còn đẹp hơn, nó chỉ nổi siêu hot luôn á. 39 mà Thủy Tiên hay nhắn tin cho chị đi em. Mọi người cái logo của nó là thiêu luôn nha. Đẹp lắm, 39.000 nha mấy chơi. Trắng giùm em 39.000, mấy con áo chỉ nổi này siêu hot luôn á. Trắng giùm em 39k. Mã trắng 39.000, áo chỉ nổi giùm em nha, coi rất tốt siêu tinh luôn. Trắng 39.000, nguyên cái này của nó là nó thiêu luôn á, in lên rất là tiện luôn. Trắng được 2 con rồi mấy chơi. Trắng 39 cho Kim Yên. Rồi trắng được 2, hot trắng. Hết trắng đổi điền qua nâu. Liễu liễu khách mới thôi, nhìn em có điện thoại nha chị. Rồi, cho em xin mã nâu 39.000. Hàng không đẹp không bán đâu mấy bà. Hàng không đẹp không bao giờ bán đâu. Màu nâu liền dùm em 39 ra. Nâu liền dùm em 39 nha. Nâu đen, màu có một thôi nha. Nâu đen dùm em. Trời, màu đen này vải siêu đẹp luôn á mấy bà. Nè 39.000, mát xịn luôn. Trắng 39 cho Nguyễn Thị Thấm. Rồi, nâu hết. Nâu 39 cho bé Huy. Đen, bơ. Màu này màu bơ, bơ giùm em 39.000. Màu này siêu đẹp. Đen 39 cho Nguyễn Trần Bảo Thơ. Rồi, màu bơ, còn đen một. Còn một đen, một bơ. Một đen, một bơ. Hồng giùm em luôn 39. Mã hồng nha, 39 giùm em. Hồng cam. Hồng cam vàng nu. Đó, hồng cam. Tạm điêu cái này. Phạm Điêu ghé lấy không? Đen 39 cho Phạm Điêu. Rồi, hồng cam vàng. Ê, hồng cam vàng. Hả? Để gì? Để chữ tiếng Anh đi. Hồng cam vàng nu. Hồng cam vàng nu giùm em 39k. Hồng cam vàng nu lên báo em nha mọi người. 39.000 giùm em một con áo. Hồng cam vàng nu luôn mới chơi. Định lắm. Mấy con áo này vải cục kìa. Mấy cái này á là cũng phải mấy
cái này nó cũng phải mở túi này sẵn mình chết đi, mở luôn đó. Ok, túi đằng sau còn không? Còn hai cái rồi. Còn 2 cái luôn, chốt 39.000 nha mấy chơi. 39.000 giùm em. 2-3 cái gì rồi, phóng bill lại đi, 39.000 giùm em nha. Đó, đi biển, đi du lịch đó mọi người. Có con nhỏ biển tổ đó, đụng cái này ok la luôn nha mấy chơi. Nào, đó, túi 39.000 giùm em được 2 con. Túi 39 cho Thanh Tân. Rồi, túi 39 giùm em. Bữa mua cáo kiểu đó 190 mà trời ơi, cô bán có 39.000 mà mua gì dữ vậy bà. Nè, rồi chốt nha mọi người. Sao rụt được chưa? Đổi mạng lên được rồi. Nhiếu á. Túi này em sẽ chùa, em sẽ bấm bill cho mọi người năm tầm 5 cái nha mấy chế. Còn nếu mà hết á thì em chia cho ai có người nào comment trước thì em chia cho người đó nha. Rồi túi giùm em luôn, 2 cái cho Thanh Tâm nè. Rồi, có túi luôn đi. Có 39.000 luôn. Rồi hết túi nha mấy chế. Trời ơi. Siêu phẩm về lại mấy chế ơi. Màu quá tiện luôn. 39.000 giùm em một con áo kiểu cao cấp nha mấy chế. Nhìn có pháo rồi biết đẹp rồi mấy chế ơi. Quá đẹp luôn á. Mọi người nhìn xem sơ sơ rồi biết màu hàng gì được không? Đen 39 giùm em nha. Xếp chị mặc. Nhiều 45kg mấy năm mặc bao đẹp. Từ 45kg là bằng chị luôn á, cục vàng. Thương ơi, 45kg là bằng chị cục vàng ơi. Mét 55 thì thấp hơn chị tới mét 7, ở mét 57 lận. Đẹp nha, 45kg là mặc siêu đẹp luôn cục vàng. Vải mùi ơi, khẩu trang hết trơn rồi bà. Không phải tôi đeo khẩu trang rồi tôi bán khẩu trang đâu, tại vì tôi bị bệnh đó bà ơi. Nha, không phải là tôi đeo khẩu trang là tôi bán đâu. Khẩu trang hết trơn rồi. Mọi người, cho em xin mã đen 39. Đen 39 cho Bảo hay Hằng. Đen được 2 cái nha. In được chưa vậy? Chưa, bạn hiếm lắm. Quần phân rộng đúng rồi, quần vàng quần nè. Quần ống rộng, đẹp lắm. Siêu đẹp luôn, 89.000 xét. In được chưa? Chưa. Cái xét này đẹp thiệt chứ. Xét mặt 89.000 nha mấy chứ. Thấy người ta bán 200 mấy không? Em bán 89.000. Đem thêm một cho Bảo Hằng nè, hót đen. Là 2 đen cho Bảo Hằng hả? Ừ. Và màu riêng qua 9.000. Anh được chưa? Từ từ. Nó để sao? Không phải tại mạng á. Riêng qua 9 của em. Trời ơi, đưa sơ sơ thôi mọi người cũng biết là hàng đẹp rồi mọi người ơi. Mà tự bán mấy con này nhiều lắm rồi. Khách đặt hoài em về lại cho mọi người đó. Mà này màu riêng nha, 39.000 hơi bị trắng da luôn đó là. Riêng 39 giùm em. Trắng giùm em 39.000 luôn. Trắng 39 vô được không? Mình được cái có bè với trắng em ơi, có bè với trắng Bảo Hằng lấy cái để nè. Có bè với trắng Bảo Hằng lấy cái để nha. Trắng 39. Trắng 39 giùm em. Vô được mà nó quay vậy nè. Đổi mạng rồi nó quay. Có bè, khóc máy ra. Khóc cái trang nó ra mà mở lại trang mới là được rồi. Ok, để cho Bảo Hằng. Ủa không phải màu be Bảo Hằng ơi. Cái này của nó là màu hồng. Hồng nu quá em ơi. Hồng nu Bảo Hằng lấy ok báo chị nha. Màu hồng nu 39.000. Được chưa? Từ 2 đen với Bảo Hằng. In được chưa rồi? Hồng nu 39.000. Không, nó không quay rồi. Hồng cho Bảo Hằng luôn. Vô coi được rồi nhưng mà sao nó quay rồi. Ê, chờ chút nha mọi người, máy nó lỗi rồi. Mạng đi, mạng lỗi nó chặt chứ vô chứ không thấy nó quay. Mạng yếu quá, nãy giờ đổi 3 mạng nó mạng thì sao được không? Tùy. Hai cái kia thì vô không được, còn thầy vô được mình không được. Bấm lại em lại. Cái màu tím có 2 cái nha. Ok, cái ghi nè, cái ghi đọc cho em. Lỗi mặt 89.000 mấy chứ ơi. Lỗi mặt 89.000 mạng đó đang bị yếu mọi người, không in view được. Vội mặt là 89.000 cho mấy chứ. Bộ ngoài sao là siêu đẹp luôn đó mấy bà. Em nè, em đặt mai kiên của mọi người 69.000 bộ nha, hàng cao cấp thì em rất là đẹp. Đây, quần của nó là dạng quần bí thấy cưng lắm mấy bà ơi, dễ thương cực kỳ luôn. 69.000 giùm em nha, mặc lên đó mọi người. Cái phơi áo là phơi áo crop top dáng vừa không có bị ngắn mọi người. Có vừa tới đây đủ để mình mặc cái quần cho mấy chế, quần là lưng cao. Đẹp cực kỳ luôn, 69.000 giùm em. Hai cái đi cho Bảo Hằng. Đó, em có màu cốm là màu hồng, còn em mã xích cốm 69 hoặc xích hồng 69 giùm em nha, siêu đẹp luôn. Rồi mấy cái màu kia đọc chưa? Mới hai. Riêu trắng. Riêu hả? Riêu.
Kêu 39 cho Kim Cương. Rồi màu trắng 39 nè. Rồi em hết mã kêu trắng rồi chị Trung Hiếu thôi. Rồi đọc tiếp rồi tới đó. Hồng. Hồng. Hồng 39 cho Bảo Hằng. Ừ, rồi đen đen cho Bảo Hằng luôn. Đen Bảo Hằng. Rồi ok. Đen hết rồi. Cái này còn hai xanh không? Có hai xanh không? Rồi cái này em có hai xanh. Này, xanh thì em hai cái. Có trắng để cho Bảo Hằng luôn nè. Trắng 39 thì Bảo Hằng luôn nè. Rồi xong nha, rồi vô lại nha mấy chớ, mạng ổn rồi ok rồi, chấm bài chia sẻ lại giùm em nha. Chấm bài chia sẻ lại giùm em lên lại nha mấy chớ. Chấm bài chia sẻ lại giùm em với. Rồi chấm xin mã xanh luôn 39k. Xanh cho Bảo Hằng 39, còn màu xanh. Màu xanh lên liền giùm em, xanh 39 cho mấy chớ hàng đẹp cực luôn. Xanh 39 giùm em nha, còn màu xanh. Màu xanh 39 này. Mẫu này đẹp lắm mấy chớ ơi, về bán không bao giờ mà lỗ đâu mấy chớ, hàng đang hot đâu mà. Rồi châm xin mã màu lá 39.000 luôn. Màu lá 39 nha, tỷ nhập ok luôn mấy chớ, rồi không bao giờ bán mà ế đâu thật sự. Hàng rất đẹp. Rồi châm xin mã màu lá 39.000, màu này rất là cưng. Màu này cực kỳ cưng luôn. Còn màu lá. Màu lá vàng, màu lá màu vàng luôn 39.000. Lá 39 cho Tuyền Cưng. Bộ em mặc còn nha chớ, để em bộ chị mặc. Lê Thị Yến có số thoại cho. Lê Thị Yến lên kèm số loại tình yêu ơi. Bọn em mặc 200 mấy nha mọi người, nhưng mà em sale luôn 89.000 nha mấy chế. 89.000 luôn, hàng rất là tiện nha mấy bạn ơi. 40, 50, 38 kêu lại vừa. 38, 58 kêu lại vừa. Nhận hàng kiểm tra hàng giùm em chắc mỏng, em cho đổi hàng luôn ha mấy chế. Vải đẹp lắm, cực kỳ tiện, cực kỳ dày luôn, 89.000 xét. Cảm ơn mẹ xét em mặc 89 ra nha. Xét mặc 39 cho Thu Thủy. Xét em mặc 89.000 nha mấy chế, tiện lắm, cưng ghê luôn á. Xếp mặt tới 89.000 thôi, mà lên lên thanh nha. Xếp cho Lê Thị Yến. Xếp 89 cho Lê Thị Yến. Này còn nè. Còn hả? Nãy này còn ghiêu. 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 Như này nãy nó quốc mẫu á. Ghiêu. Như này nãy nó quốc mẫu nè. Ghiêu. Gớt ghiêu cái màu gì rồi? Này đọc lại đi. Còn cái mẫu gì? Mà này còn cái ghiêu nè, còn một cái ghiêu nữa. Lên lại cái ghiêu giùm em nha, còn một cái ghiêu. Đúng rồi hả? Nãy nó quốc ra. Còn một cái ghiêu, comment mã ghiêu giùm em. Ghiêu 39. Rồi, ghiêu 39 đưa cho mấy chồng sếp vô đây, mấy chồng sếp. Mấy chồng. Ghiêu 39 màu này là màu này màu gì trời? Màu cam giùm em 39 cam sữa rất là cưng luôn. Cam sữa 39.000. Cam sữa nha mấy chế 39k giùm em, form cực kỳ đẹp vô. Mấy chắc ở chỗ đoàn lấy nguyên nè. Cam sữa 39k luôn. Rồi, lên rồi vô vô. Đúng rồi. Cam sữa nha mấy chế, lên lại giùm em cam sữa 39 chấm bài chia sẻ like lại giùm em nha mọi người. Chấm bài chia sẻ like lại cho em nha. Cam sữa 39k. Quần đùi nãy giờ chắc đâu rồi. Rồi cho em xin mã phát nỉ nha mọi người. Em bán luôn cho mọi người 55.000 con phát nỉ. Phát nỉ 55.000 nha. Dày lắm, chắc siêu dày luôn. Con này phải bán 200 mấy mới xứng đáng mọi người ơi. Nè, hàng đẹp cao cấp giùm em. Rồi nỉ xanh giùm em 55.000 giùm em. Nỉ xanh 55 giùm em nha mọi người ơi. Nỉ xanh 55k. Nỉ xanh 55. Rồi rớt tới em tỉ từ 30 cái nha mấy chế ơi. Tóc lô từ 30 cái là có giá rẻ lắm mọi người. Rồi cho em xin mã này là mã xanh dương nha mọi người, 55.000 giùm em. Chấm bài chia sẻ lại giùm em nha mấy chế ơi. Chấm bài chia sẻ lại giùm em nha. Xanh dương 55 giùm em. Rồi cho em xin mã áo Quảng Châu 39.000, một con áo Quảng Châu 39.000 luôn. Áo Quảng Châu giùm em 39k. Áo Quảng Châu nha mọi người, 39.000 giùm em. Một con áo Quảng Châu 39.000 nha mấy chế. Rồi cho em xin mã sọc luôn 49k. Rồi cho em xin mã sọc 49. Quảng Châu 39 cho bé My. Mã sọc 49.000 dùm em. Một con sọc 49.000 nha. Phong 55, 58 kêu lại vừa. Sọc 49 dùm em. Mã sọc 49.000. Có quần đùi rồi. Có quần đùi. Sọc 49.000 dùm em. Mã sọc 49.000. Mã sọc 49.000. Rồi cho em xin mã quần, quần này bán cho mọi người 19.000 xanh lò. Quần 19k luôn, xanh lò giùm em. Quần 19 giùm em nha, xanh lò. Mã quần 19 giùm em nha, xanh lò. Quần 19 xanh lò giùm em. Quần 19 xanh lò. Quần 19 cho Lê Thị Yến. Rồi cho em xin mã đỏ 45, khung da ga cao cấp. Khung da ga cao cấp nha mọi người, mã đỏ 45k. Đỏ luôn 45.000, quá xịn cho. Rất là đẹp nha mấy chớ ơi, đỏ 45 giùm em. Mã đỏ 45, đẹp ghê, đỏ 45 liền. Đỏ 45 cho Kim Cương.
được. Ờ, quần này tên là 29.000. Quần L 29 giùm em là có đơn. Mã L 29.000. Quần L 29K 29.000 nha mọi người. Xanh L 29 giùm em. Mã xanh L 29 chấm bài chia sẻ like lên cho em nha mọi người. Chấm bài chia sẻ like cho em. Áo Quảng Châu 39.000 luôn. Áo Quảng Châu giùm em nha, 39K. Quần 29 cho Nguyễn Trang Bảo Thơ. Cho em xin mã áo Quảng Châu 39.000. Một con áo Quảng Châu 39.000 luôn. Áo Quảng Châu 39K. Rồi cho em xin mã áo, áo đen, áo trắng giùm người 39.000 luôn. Áo này mấy cái áo Quảng Châu người vải đẹp lắm. Trắng giùm em 39.000 luôn. Quần có sớ không? Có quần sớ nhưng mà mẫu khác nha chứ. Rồi cho em xin mã này mã trắng nha, 39K. Trắng 39.000 em. Trắng 39. Rồi, áo bodysuit cao cấp giùm em nào người, 50.000 giùm em. Áo 50 giùm em nha, vải bodysuit cực kỳ xịn luôn, vải rất là đẹp nha mấy chế. Hồng 50 giùm em là có đơn, hồng 50 cổ cực kỳ xịn luôn. Hồng 50 có set nha em, hồng 50 nha mọi người. Hồng lấy hồng báo em 50.000. Hồng 50 giùm em, mã hồng 50. Đẹp lắm. Hồng 50 là có đơn. Rồi, cho em xin mã quần xám 39 ra. Quần xám 39. Chấm bài chia sẻ like lại giùm em nha mọi người. Quần xám giùm em 39K. Chấm bài chia sẻ like lên giùm em lên hàng tiếp nha mấy chị ơi. Quần xám giùm em 39.000 giùm em là có đơn. Mã quần xám 39K. Quần xám 39. Quần xám 39 nè. Xám 39 cho Tuyền Cưng. Ơi, áo này còn màu nâu nữa bà. Màu nâu nữa, vải đẹp quá luôn á. Màu nâu. Màu nâu, màu đen, màu cam. Nâu đen cam, nâu đen cam hồng 39.000. Ủa lộn 50. Hàng bodysuit giùm em nha, vải cực kỳ đẹp. Nè, vải cực kỳ đẹp luôn. Em có màu nâu. Máy này mặc chúng là quần động xinh, giả mang xinh luôn. Màu nâu. Màu này màu đen. Nâu đen cam hồng 50.000 con. Nâu đen cam hồng 50. Nâu đen cam hồng nha mấy bà ơi, 50.000. Vải đẹp nha. Nâu đen cam hồng 50. Nâu đen cam hồng lấy báo em 50.000 con áo. Nâu đen cam hồng 50K. Rồi cho em xin mã thun xịn 49K. Thun xịn 49.000 nha mấy chứ. Thun xịn giùm em chủ nè. Đẹp chưa. Thun xịn 49K là giùm em là có đơn. Thun xịn nha mọi người, 49.000 giùm em. Chấm bài chia sẻ like lại cho em nha mọi người. Thun xịn 49K. Rồi ok. Thôi lấy cái chế lấy mấy cầm xếp vô đây nè. Cầm xếp á. Thun xịn 49. Cầm em mã thun xịn 49 giùm em nha mọi người. Thun xịn 49K là có đơn. Thun xịn 49.000 chưa nhận được hàng lại đơn, đang vận chuyển đó em. Thun xịn 49 cho Bích Hoàng. Rồi. Em lên áo đồng giá là 40. Em lên cho mọi người áo đồng giá là 45K nha mấy chơi. Áo này là áo cao cấp không ạ? Em lên mỗi nằm người chút ngày mỗi đó giùm em nha. Hàng đẹp không mấy chơi. Áo 39 đi, đồng giá 39 nha mấy chơi, đồng giá 39 giùm em nha. Có mấy mẫu quá. Đồng giá 39.000 em nha. Áo là áo cao cấp không phải áo thường nha, ok chưa? Đồng giá 39.000 mẫu không phải, nhân tay lên đơn nha mấy chơi. Nhân tay lên đơn nha. Rồi nã 1 giùm em 39.000, nhìn cổ áo mà. Nhìn cổ áo là biết ngay hàng xịn liền. Mã 139 tăng áo đi rồi em sẽ lên cùng riêng rồi cộng cho mọi người chốt chung. Rồi cho em xin mã 1 39.000 giùm em, nhận hàng kiểm tra hàng em nha, chắc chưa đẹp. Trắng mã 1 39 giùm em. Mã 1 39 cho Bảo Hằng. Mã 2 39 luôn. Đây hàng cao cấp giùm em không phơm mấy ạ. Mã 2 39 giùm em nha, phơm quá đẹp. Mã 2 39, hàng cô tông cao cấp nhưng mấy chứ không phải là hàng thường luôn. Mã 2 39 ra. Mã 2 39.000. Vải siêu đẹp mấy chơi, dày giả mang dày. Mã 2 39 cho Bảo Hằng. Mã 3 luôn, chữ thiêu giùm em 39.000. Mã 3. Mã 3 giùm em nha, 39.000 phân rộng. Mã 3 giùm em 39.000 nha mấy bà ơi. Mã 3. Mã 3 giùm em nha mấy bà ơi. Con này mã 4 giùm em luôn. Áo dài không chị, áo dài cho em. Áo dài của mông luôn. Rồi mã 4 39 giùm em luôn cô gái nha mọi người. Mã 3 39 cho Ngọc Anh Dương. Rồi mã 4 39. Lấy hàng bẻ khỏi cần kiểm tra hàng lại chắc chắn là hàng chất lượng ok rồi. Cảm ơn cuộc chèn nha, cảm ơn em đã tin tưởng ba chị nha. Rồi cho em xin mã là mã 4 nha mọi người. 39.000 giùm em, áo siêu đẹp mọi người. Vải cực kỳ xịn luôn. Mã 4 giùm em.
Ngọc rồi. Thu khách mới là giùm em số điện thoại nha chị. Rồi cho em xin mã là mã 5. Ngọc Thu lên kèm số điện thoại em ơi. Cho em xin mã 5 nha mọi người. 39 ngàn giùm em. 39 ngàn thôi mới chết khỏi chân trời đi, hàng đẹp lắm. Mã 5 giùm em 39 ngàn luôn. Mã 5 39k khỏi chân trời. Mã 5 39 cho Thu Hà. Mã 6 liền nha mới chết 39k luôn. Hàng vải cực kỳ dài, cực kỳ tiện. Mã 6 nha, 39 giùm em. Mã 6 39. Hàng phải gọi là cao cấp luôn mới chơi. Mã 6 liền 39k. Mã 4 cho Hà. Mã 6 39. Rồi mã 7 luôn 39 nha mấy chơi. Mã 7 luôn 39k đi. Mã 6 39 cho Bảo Hằng. Không phải chơi thật sự chứ. Nè. Nó thật sự rất là đẹp luôn mọi người ơi. Rồi mã này mã 7 giùm em 39 nha. Mã 7 39 giùm em luôn. Mã 7 39 cho Hằng. Mã 8 nha mấy chơi 39 ngàn phơm nè mà trời. Chấn động thật sự. Mã 8 39 giùm em là có đơn luôn. Bộ em mặc 89 ngàn á chị yêu ơi. Bộ em mặc 89 ngàn nha. Đẹp lắm. Đây bộ em mặc 89 ngàn. Mã này mã 8 nha. Mã 8 nha mọi người. Mã 8 39 cho Bảo Hằng. Ok. Còn hết kinh keo luôn 39 ngàn nha. Máy áo thun này cao cấp không mọi chứ. Nè không ai bán 39 ngàn luôn á trời. Rồi mã này mã 9 giùm em luôn. 39 ngàn. Mã 9 giùm em nha. 39 cao luôn. Mã 9 giùm em 39 ngàn. Mã 9 giùm em lên mã 9 liền cho mấy đầu rồi, 39 ngàn thôi. Trời ơi, mã 10 nhìn mấy má ơi. Hàng đẹp, giá mang đẹp. Mã 10, con này là mã 10. Mã 10 được 2 con 39 ngàn mấy chết. Mã 10 được 2 con 39k. Mã 10 dành cho mặt cặp nè, 2 con 39 ngàn. Áo dày khủng khiếp thiệt. Mã 10 cho Bảo Hăng 1, con 1 mới chết. Con 1 cho mấy mã 10 liền cho mấy 39 ngàn. Mã 10 các em mặc 89 ngàn ha nha mấy mụ ơi. Mã 10 cho Thu Hà. Các em mặc 89 ngàn nha, hàng quá phiện luôn. Hàng nè mụ ơi, đẹp cực kỳ luôn, 89 ngàn xác. Rồi cho em xin mã xét trắng mụ ơi. 55k xác luôn, xét trắng 55. Chấm bài chia sẻ like lên giùm em. Hai xác đang mặc cho Ngọc Bích, ok em. Rồi cho em xin mã trắng nha, 55 ngàn xác giùm em. Mã trắng 55k xác. Trắng giùm em nha, 55 ngàn. Quá tiện cho. Rồi trắng 55 Ngọc Bích nãy giờ vô trễ không? Hàng đẹp quá trời luôn, em vô trễ không? Trắng 55 cho Ngọc Bích. Ngọc Bích mới vô nè. Rồi cho em xin mã xám 39 ngàn được rồi, 4 con. Quần xám 39 ngàn thì mới chớ mặc cái gì cũng xinh chứ. Mua con quần này mặc cái gì cũng đẹp chứ mấy bé ơi. Mặc xịn chưa? Cái quần nè, 39 ngàn mã xịn gì nè. Mặc vô cái gì cũng đẹp chứ. Đẹp cực. Quần giùm em 39 ngàn thì mới chớ mặc áo trắng, áo đen, áo kiểu gì cũng đẹp chứ. 39 ngàn con quần luôn, quá xịn. Thấy em nha Mono Hoa ơi. Hết khẩu trang rồi mọi người ơi. Rồi chăm xin mẫu quần xám 39k là có đơn. Quần xám 39 rồi nè. Chăm xin mã xếp nâu nha mọi người ơi. 49 ngàn xếp luôn. Xếp nâu dùm em 49 ngàn xếp nha mọi người. Mã nâu 49k. Mã xếp nâu 49 ngàn mặc lên sẽ dậy nha mọi người. Rồi chăm xin mã nâu 49 ngàn dùm em. Nâu 49 cho Ngọc với. Rồi, cái xếp này nó cũng như nhau nha mọi người. Mấy xếp này cũng như nhau rồi. À, nó nói ra đều là quần nè. Quần ghê á. Rồi, em lên mã nào mọi người trước này mã đó nha. Quần le hết rồi. Rồi, xếp trắng giùm em luôn nha mọi người ơi. 50.000 xếp luôn em. Trắng 50 giùm em. Mã trắng 50 là có đơn. Trắng 50 nha mọi người, quần le giùm em. Mã trắng 50. Mã này mã trắng 50. Một bộ rồi. Trắng 50 cho Ngọc Bích nè. Trắng 50. Rồi mã sọc giùm em 50. Cho em xin mã sọc 50. Mã sọc nha mọi người 50. Thấy em nha Ngọc Hăng Bạm ơi. Rồi cho em xin mã sọc 50. Sọc 50. Sọc cho Ngọc Bích. Rồi hết. Rồi nhanh tay nha mấy chế nổi con cái à. Mã này mã trắng giùm em 50. Mã trắng 50 giùm em. Trắng 50 luôn. Sẽ bên hông rất đẹp nha mọi người. Trắng 50 là có đơn. Có sọc rồi còn trắng nha mấy chơi. Mã trắng 50 giùm em. Phơm rất đẹp luôn nha mấy bạn ơi. Trắng 50. Trắng cho Ngọc Bích ok. Rồi cái này có đen với rêu. Chốt luôn 39 nha mấy chơi. Hai con thôi. 39 là đen với rêu. Rồi rêu luôn. Rêu và đen 39 ngàn giùm em nỉ dày nha mấy chơi. Rêu và đen 39 ngàn được 2 con. Rêu và đen giùm em 39k. Rêu và đen được 2 con. Rêu và đen mát tuyệt nha mấy bạn. Hai cái 39 cho Ngọc Bích luôn. Ok. Nhanh tay lên đơn những cái hàng đẹp không mấy chú ơi. Chấm bài chị trở lại giùm em. Set ghiu 55 ngàn giùm em. Set cao cấp. Set
cái này em cũng định lấy mặt rồi nó mới chế, tại mớm quá nè. Cái này đẹp lắm, 55.000 men. Rồi cho anh xin mã ghiêu 55, set ghiêu 55, quần đẹp chưa, nó set này rất là đỉnh luôn nha mọi người. Rồi cho em xin mã ghiêu 55.000, ghiêu 55 với thanh tâm. Ok rồi. Áo này em có màu đen. Rồi cho em xin mã đen đi, 45.000. Khác đen 45.000 dùm em là có đơn. Khác đen 45k. Mã khoác đen nha, khoác đen 45 nè. Khoác đen 45 ra một con, khoác đen 45. Khoác đen 45. Rồi cho em xin mã xám 45 luôn. Khoác 45 cho ba người. Xám 45 nghìn nè em. Mã xám 45 nghìn nha. Xám 45 ra. Mã xám 45 nha chơi. Xám 45 khoác đen em hết rồi. Cho em xin mã xám 45 nha mọi người. Xám 45 dùm em. Rồi, áo cổ tròn nha mấy chơi ơi. Vải bo rip cực kỳ đẹp luôn, 49.000 dùm em. Em cái đen á, không phải xám. Không, hết xám rồi, hết đen rồi em. Rồi cho em xin mã áo đen này 49k nha mấy chơi ơi. Đen, mã đen 49 dùm em. Đen 49.000 dùm em, vải bo rip. Xám 45 cho nha em đâu. Rồi cho em xin mã đen 49k nha mọi người. Cổ tròn dùm em, áo bo rip vải xịn. Đen 49. Rồi, trời ơi, con áo này hơi bị đẹp luôn á mấy bà. Nó có mút ngực luôn á, vậy mà mấy bà đẹp chưa. Nó quá trời xịn luôn, 39.000 giùm em nha. Nâu giùm em 39.000, màu nâu 39k. Mã nâu 39.000 giùm em, màu có đơn. Mã nâu 39.000 nha mọi người. Rồi, thun trắng 45.000, thun cao cấp giùm em nha. Thun trắng 45k giùm em, thun cao cấp. Trắng 45.000 giùm em, cao cấp nha mấy chơi. Màu 39 cho Ngọc Bích. Trắng 45k không cao cấp thôi mấy bạn ơi. Trắng 45. Rồi con này đen 45 giùm em luôn nha. Vải đẹp cực kỳ. Set em mặc 89.000 nha mọi người. Set em mặc 89.000. Rồi mã này khách mới lên giùm em có điện thoại nha. Trung Hiếu khách mới lên kèm số hội tình yêu ơi. Rồi cho anh xin mã đen 45.000 giùm em, chữ nổi nha mấy chơi, đẹp cực kỳ luôn. Đen 45.000. Đen 45 cao giùm em, không có trắng gì. Đen 45.000 mấy bạn ơi. Ôi là thấy gì chưa. Ôi thật sự hàng người ta đang bán 101 luôn á. Giờ em chốt cho mọi người 49.000, mình lên đơn nhanh nha. Thun cao cấp giùm em 101, em sale 49.000. Mấy bà lên đơn nhanh, mẫu có một cái thôi nha. Đưa giấy kéo. Đưa giấy kéo. Mọi người mấy má ơi, thật sự hàng vải đúng đỉnh luôn á mấy bà. Lên nha mấy bà ơi, thật sự. Hàng không đẹp không bán nha, uy tín nha mấy má. Đây. Trời ơi. Nhìn nó đẹp dữ. Coi hàng nè, được cái đẹp nè. Cái thanh tâm nè. Hồng 49 cho thanh tâm. Để cái này nha, cục vàng thanh tâm. Vải siêu đẹp luôn nha. Để em ghiêu 49 cho bảo hằng. Rồi ghiêu cho bảo hằng luôn. Quá đẹp. Ê, được hai cái be luôn nha. Ê, mọi người ơi, bà nào á mà mặc đôi chốt liền giùm em con này đi. Hồng 49 cho Ngọc Bích. Siêu đẹp luôn. Màu be liền giùm em 49.000. Trời ơi, vải đúng đã luôn á. Be 49 cho Ngọc Bích. Ok, còn cái be nào, be nào. Chốt cặp đó, mua lẹ đi. Rồi, be 49 cho hằng. Mọi người ơi, chốt hàng kèm giá giùm em nha. Trời ơi. Nâu nè mấy trời ơi. Em bán 49.000 bằng mỗi tình cảm của mọi người luôn á. Lấy mỗi cái một màu 49 cho em là em lấy giờ. Là em lấy nhiêu cái thì Ngọc Bích để chế lựa màu cho hàng đẹp không à. Là mỗi màu, mỗi cái một màu là mỗi màu một cái hay sao? Nè, nói cho màu đẹp không mà 5 cái để chế lựa cho. Màu quá tiện. 5 cái không? 1 2 Màu đẹp quá. 3 4 5 Ê, giờ bán hơi bị đỉnh luôn nha. Màu nâu này nè, còn cái nè, chốt cho ai nè. Màu cho thanh tâm. Ok. Có một cặp nha mấy bà ơi. Có một cặp luôn ha. Đây, một cặp, comment mã một cặp giùm em đi. Có 98.000 mấy chơi, thật sự mặc đôi với người yêu xinh xinh luôn nha. Cái này comment mã màu nâu nhạt giùm em nha mấy chơi. Ôi trời ơi, má ơi, nó đẹp thú hồn. 49k giùm em nha. Nâu nhạt 49.000 giùm em đi. Đã nói không lên, thôi lên, phải đẹp nha mấy chơi, thật sự. Chưa thở gì. Đẹp giá, mang đẹp luôn á. Khăn này rồi, em tình yêu chút hàng kèm giá giùm chị nha Hăng ơi. Để cho bạn tin Hăng nè, nhưng mà chốt hàng kèm giá vô nha Hăng. Cam sữa liền nha mấy chơi. 49.000 má ơi, nó đẹp dễ thương cực kỳ. Cam sữa 49.000 nó dễ thương nè má ơi. Cam sữa giùm em 49.000 nha. Một cặp 49 cho Hăng nè. Đẹp quá nè, cam sữa liền.
tiền cho mấy chớ 49 ra giùm em, canh sủa 49 nha. Mã là canh sủa giùm em nha. Rồi, ê, gấu hồng hồi nãy nè. Ê, Thanh Tâm nãy mới lấy cái này nè, cái này còn cái lấy đúng không một vàng. Hồng nè, hồng gấu và nâu giùm em nha, hồng gấu và nâu giùm mấy chớ. Đẹp rồi. Phụng xanh lá sao bao nhiêu chị? Phụng xanh lá chờ chế chút nha Mỹ Dung. Cái cam này có không? Quá đẹp luôn á mấy bà. Thôi cực ghê luôn á. Hồng gấu cho Ngọc Bích nè, ok. Nâu. Ôi mọi người, toàn là màu đẹp không mà mọi người ơi. Thật sự màu rất đẹp. Nâu nha mấy chế. Nâu giùm em 49k, bà nào tóc lô này thật sự ok luôn, 10 điểm. Hàng đẹp cực kỳ. Nâu 49. Nâu 49 cho Bảo ha. Khó là Thành Tâm à. Cái kèm nó to. Không phải mà nói chứ màu nó đẹp vậy thôi mấy bà. Ưng màu nào comment liền thì em tắt cho mọi người. Không đẹp không bán luôn uy tín. Không đẹp không bán, màu rất tệ. Rồi cho em xin mã màu này là màu, ủa cái màu này màu vàng luôn bà. Màu lên là, à, nè nè đây màu chuẩn của nó này nha. Màu vàng giùm em nha mấy chế, màu vàng à. Màu này vàng không phải vàng vàng gì á, vàng nghệ đúng rồi. Vàng giùm em vàng nghệ nha, đưa gần nó ra mè. Vàng nghệ 49 giùm em, vàng nghệ 49 nha, có một cái à. Mã vàng nghệ 49. Đẹp lắm mọi người. Vàng nghệ 49. Kiếm một cặp ghiêu đi hả, trời chút trời ơi, cái này dễ thương quá. Nghệ 49 nó thương thương. Trời nó đẹp nè, trời nó đẹp nè. Hồng giùm em 49, hồng cô xin thấy cưng quá. Hồng 49. Hồng cho Thư thôi. Hồng cho Thư Thư. Có đen trắng em ơi. Màu ghiêu, có đen trắng nhiều lắm. Màu ghiêu nha mọi người, 49 giùm em. Màu ghiêu 49 nha mọi người. Màu ghiêu giùm em 49k nha. Đẹp quá. Màu ghiêu giùm em nha mọi người, 49 ngàn. Ghiêu 49 liền đi mấy trái, màu ghiêu này trắng da quá luôn. Ghiêu 49 cho An Trường. Trời ơi, màu trắng đen nha mấy bạn ơi. Dễ thương quá à. Hôm nay toàn là mẫu đẹp không, mẫu dễ thương. Chấm lại chia sẻ like cho em nha mọi người. Chấm lại chia sẻ like lên giùm em nha. Quá đẹp màu đen này nha. Ê, 10 điểm luôn á bà. Nó dễ thương nè bà. Ôi ấy mọi người, quần này em cũng mới về. Quần này có quần này nha. Bây giờ một đứa không ạ? Tôi biết bấm biêu không? Đen 49 cho Bảo ha. Di bấm biêu được không? Ê, ngoài lấy chồng quần vô em chế để chứ bán chung. Có màu sáng không ạ? Có trắng đen nữa hồi sáng, hồi nãy chứ khui dưới rồi. Đen 49 cho Bảo ha. Đen 49 à. Cái quần này nè, cái quần này có về màu trắng đen xám luôn. Trong túi trắng đen xám đó. Đẹp. Ở dưới có bút. Chứ mới coi dưới nè. Nâu. Nâu nha mọi người, 49 ngàn. Có quần nha mấy chế, quần ống rộng mà một dây á, mọi người mặc chúng lão khung á, đẹp lắm. Chờ chú lên cho, bán rẻ cho mọi người luôn. Rồi con nâu nha mọi người, 49 ngàn. Nâu 49. Nâu 49 cho Hồng Phượng. Thôi, lê lên được, lâu lâu có cái màu này màu gì ta. Lâu lâu có cái màu này nha mấy chế. Má ơi, màu đỏ đô. Má ơi, siêu trắng da luôn á má ơi. Em lên một hai chồng hết hung nữa, em lên xe kẻ cho mọi người nha. Cho em xin màu đỏ đô cho mọi người, 49k luôn. Đỏ đô liền, 49 liền nha mấy chế. Màu có một cái à. Đỏ 49 cho Bảo Hằng. Khỏi chần chờ luôn. Hồng đất liền cho em 49k. Hồng đất luôn nha mấy chế. Chuẩn bị lên đồ khác nha mấy chế. Hồng đất 49 nha. Hồng đất 49. Còn có hai ba chồng áo thôi em lên hết á. Hồng đất 49 nhưng mà hồng này khá dễ luôn luôn á bà. Hồng đất 49. Hồng đất cho Bảo Hằng nè. Đợi tôi cái bà ơi, không có một cặp nè. Cho tôi xin mã màu nâu nha mọi người, 49 ngàn nha. Nâu 49 giùm em là có đơn. Nâu 49 ngàn nha mấy bà. Màu đẹp không yên tâm đi, hàng đẹp cực. Nâu 49 ngàn giùm em. Nâu 49 ngàn. Đồ vải thì trời. Nâu 49 cho Nguyễn Hoài Ly. Vải nó dày muốn xỉu vậy. Đen 49 giùm em luôn. Mã đen 49 giùm em luôn. Đen 49 nha mấy chế. Đen 49 cho Hằng. Vải đẹp muốn xỉu vậy bà. 49 ngàn à, không bán, không ai bán được 158 49 ngàn luôn mấy má ơi, tỷ đó năm mấy 60 ngàn. Rồi cho em xin mã ghi 49 luôn. Ghi 49k là có đơn. Mã ghi 49 đúng rồi, chút lên xếp nữa em. Mã ghi 49 nha, ghi 49 giùm em. Ghi 49 nha. Ok, chờ tôi lên xếp nè bà.
còn có mấy cáo hung mà lên hết mấy cáo hung này các. Rồi cho em xin mã ghiêu liền đi, mấy bà 49.000 luôn em. Đây ghiêu 49 cho Kim Cương. Đây mấy bà, tôi nói nghe là một cốm này mặt đẹp cực kỳ luôn mấy bà ơi. Hầu cốm nè, thấy cùng quá luôn thôi. Hầu cốm nha mấy chơi, 49.000 giùm em, đẹp ghê chưa, rất là tiện luôn á. Cốm cho Ngọc Bích nè. Ôi, cái chất của nó nè, cả nhiều nửa ký luôn á, cả nửa ký có nha mấy bà. Rồi cho em mã trắng 49, bây giờ chưa lên con trắng nào hết. Có đen không? Có đen cho một xếp thôi ạ. Trắng 49.000 nha. Trắng 49 cho Bảo Hằng. Quần này á, nãy giờ bà nào chốt không, bao giờ chốt quần luôn ha. Cái quần này nhiêu trời, giá nhiêu. Giờ không biết giá nhiêu nữa. Bán 15-15.000 luôn đi, không biết giá nhiêu nữa. Hàng tôi viết cho em, hàng này rất là đỉnh luôn nha. Cái hàng này như mát lắm mọi người, nhưng mà không nhớ nhiêu nữa, giờ chốt luôn 55 đi. Ôi, trắng 55, nãy giờ bà nào chốt áo thun rồi mà chốt thêm quần này nữa là mặc chân ái luôn á mấy bà. Rồi em có màu xám với là màu trắng, comment mãi nên là xám và trắng với 15.000. Chắc cả nửa ký lô vậy mấy má ơi, cái quần cả nửa ký vậy đó. Rồi mặc chung với lại áo thun bao đỉnh luôn, bao đẹp luôn, trắng và xám liền nha mấy chế. 55.000 giùm em con quần nè, khỏi phải chơi luôn, cho mấy bà kiểm tra hàng luôn, không có đường nào mấy bà chơi được cái phun quần nãy chơi đó. Thật sự nè, phải cực kỳ đẹp luôn, hàng mặc lên không đẹp như em đang mặc, chịu gì em cũng chịu, ok chưa. Thật sự hàng vải rất là đẹp luôn mọi người, trắng và xám liền em 55.000 con nha mọi người. Nếu mà sỉ á, sỉ lên như ta sỉ, nếu trầm sỉ là có 49 á, sỉ là 49 đó mấy bạn, còn lẻ là 55 nha. Sỉ là 49, sỉ thì kèm chữ sỉ rồi em nha, quá đẹp luôn, cực kỳ xịn luôn á. Ôi 55.000 con quần, không thể nào mà không tin được. Mặc chung với lão thun bao đẹp luôn mấy bà, mặc với áo thun là bao đẹp luôn mấy bà. Xám và trắng giùm em nha, 55.000. Nhận hàng kiểm tra hàng liền, chắc nè, dày chưa, quá đẹp luôn. Hàng túi zip giùm em nha, xám và trắng liền mấy chế, 55.000 giùm em nha. Tay lên đơn nha. Xám 55 cho Nguyễn Trần Bảo Thơ, trắng 55 cho An Trường, xám 55 cho Nguyễn Hoài Ly, xám 55 cho Thu Hà, trắng 55 cho Kim Yến, trắng 55 cho Mỹ Xuyên. Được một cặp luôn mấy chế, comment liền giùm em mã một cặp ghi, một cặp dứa đi, một cặp dứa giùm em 49 trang cái. Một cặp áo dứa giùm em 49.000 cái nha. Một nè, không có để view vậy, để view ngoài hồi lấy quần lên chia ra. Đẹp quá, màu dứa giùm em 49.000 con áo nha. Đây, đã không lên thì thôi, lên một phát là hàng đẹp không luôn mấy má ơi. Thật sự luôn á, thật sự hôm nay hàng đẹp rất là nhiều mà em không thể nào đứng lại lâu được nha mấy bà. Rồi cho em xin mã màu này, màu dưới giùm em 49.000 nha, em tay lên đơn mới chứ. Hồng đào có số nội chưa? Hồng đào ok, để cho em cặp dưới cho con cũ nè. Không thể nào được, trời ơi còn cặp xanh nữa. Quá đẹp luôn á, xanh dương nha, một cặp xanh dương giùm em 49.000 con, 49.000 con áo nha. Ôi cái chất của nó quá trời dày luôn mấy bà, mặc đâu có nghĩ còn gì bằng nữa. Cặp sinh dương liền nha, 49.000, dễ thương quá à. Cặp sinh dương liền giùm em 49.000 nha, đẹp cực kỳ luôn. Cặp sinh dương 49.000 giùm em, một con áo 49.000 nha, một cặp, một cặp chưa đến 100.000 có 98.000 mới chết. Rồi đưa tiếp hàng áo kiểu để mẫu vô chết, cặp sinh dương Ngọc Bích, đưa tiếp hàng đồ kiểu vô chết. Rồi quần size lò giùm em đi, 19k một con quần luôn chia, 19.000 nhanh tay lên đây. Quần 19 nhanh tay lên đây, quần 19 giùm em nha, nhanh tay lên đơn mấy rồi. Quần 19 giùm em nhanh tay lên đơn, 19.000 xanh lò. Quần 19 cho Ngọc Bích. Rồi sơ mi nhung giùm em nha mọi người, sơ mi nhung giùm em luôn, 49.000 một con sơ mi nhung. Mà này màu hồng giùm em nha, hồng 49.000 giùm em sơ mi nhung nha mọi người. Hồng 49.000 giùm em thiêu, chữ thiêu. Hồng 49k là có đơn, mã hồng 49.000 sơ mi thiêu. Hồng 49k là có đơn, sơ mi nhung 49 trăm Ngọc Bích, có cái dạ cao cấp nữa bè. Rồi cho em xin mã áo kiểu đi, 29.000 con luôn, áo kiểu 29.000 vậy nè, đó mặc lên vậy nè, áo kiểu 29.000, áo kiểu giùm em nha, 29k là có đơn, mã áo kiểu 29k. Sơ mi còn màu khác nè bà ơi. Rồi ok, cho em xin màu riêu 49.000 giùm em, màu riêu 49, chấm bài chia sẻ like lên giùm em nha mọi người. Màu riêu 49k là có đơn, màu riêu giùm em nha mọi người, 49.000, màu riêu 49 giùm em, quá đẹp. Riêu 49, riêu 49 cho Ngọc Bích.
Rồi xếp này em chốt luôn 45, comment lại xếp trắng 45. Xếp trắng giùm em nha, 45k. Xếp trắng 45.000 vườn dài. Đẹp chưa? Rất là đẹp luôn, cái xếp này cực kỳ xịn luôn mọi người ơi. Trắng 45.000 nha, trắng 45.000 cái xếp. Trắng 45k xếp vải siêu đẹp. Xếp trắng 45.000 nha. Mã xếp trắng 45. Trắng 45 cho Ngọc với. Rồi cho em xin mã xếp xám 49k. Xếp xám siêu dày luôn đó bà ơi. Rồi cho em xin mã xếp xám 49.000 xếp nha, được 2 xếp. Xếp xám 49.000 giùm em nha, được 2 xếp. Xám 49.000 giùm em. Đây. Xám 49.000 giùm em nha mọi người. Xếp xám 49k giùm em. Trắng trắng. Mã xếp xám được 2 món luôn. Áo nỉ giùm em siêu dày. Xám 49 nha, cái này là sơ mi. Em sale luôn 49.000 luôn ha mấy bạn. Em sale luôn 49.000 nha. Rồi cho em xin mã màu này là màu real. Real nha mấy chớ, 49.000 giùm em. Cái màu quá trời đẹp với mấy bạn ơi. Real 49 giùm em nha, là có đơn. Mã real 49 giùm em. Xám nữa, xám nữa. Ừ. Lê Thị Cẩm Xuân khách mới lên giùm em số điện thoại nha chị. Lê Thị Cẩm Xuân lên kèm số điện thoại. Sơ mi ghiêu 49 cho em chưa? Rồi cho em xin mã màu này màu xám 49. Có ma mấy màu, hai ba màu. Còn ba màu nữa. Rồi cho em xin mã màu này là màu ghiêu ở màu xám chứ 49k. Sơ mi xám 49 giùm em nha. Xám cái màu lên màu rất là chuẩn nha chứ. Xám 49 giùm em sơ mi ghiêu. Màu này màu cam. Ê, cái mấy cái màu này ở ngoài đúng đẹp nha mấy bạn ơi. Đẹp lắm. Màu này màu cam giùm em 49.000 luôn. Cam 49 không ai bán đâu mấy chớ. Cam 49 cho Ngọc với. Cái này mà mua không dưới 150 được nặng thua 49.000. Cam 49 cho Ngọc với. Không ai bán 49.000 đâu. Cho em xin mã màu này là màu đỏ ở nâu nâu đất đó mấy chớ, mà nâu đất rất là đẹp luôn. 49.000 nha. Nâu đất giùm em 49.000, đẹp ghê luôn á. Nâu đất giùm em 49k. Nâu đất 49 giùm em nha. Nâu đất 49.000 chữ thiêu. Còn màu cuối cùng. Rồi, còn màu cuối cùng luôn, màu be 49k. Be. Xét xám 49 cho Vy em. Đó, đẹp chưa? Màu be 49 luôn, màu cuối cùng. Màu này siêu đẹp nha. Màu này rất là chất chơi, rồi chơi luôn. Rồi, màu này là màu be giùm em 49, be xám. Nâu đắt 49 cho Nguyễn Trần Bảo Thơ. Rồi, cho em xin mã xếp nâu 45.000 một xét nha mọi người ơi. Xếp nâu 45.000 xét giùm em nha mọi người ơi. Xếp nâu 45.000 xét giùm em nha. Be 49 cho An Trường. Xếp nâu 45.000 xét luôn, không tin thôi mọi người, giá quá rẻ mà. Nâu 45.000 giùm em nha. Nâu 45.000 giùm em nha mọi người. Wow, mọi người. Cho em xin mã là áo thun xịn 45.000 nha, màu ghi quá trời đẹp. Thun xịn 45 giùm em nha, cực kỳ đẹp luôn. Thun xịn 45.000 nha mấy chứ. Nâu màu be. Nâu 45 cho Be Diễm. Okay. Pyjama 45.000 một bộ. Comment mã bộ 45 giùm em, tay dài quần dài luôn. Bộ 45.000. Mã bộ 45.000. Set em mặc 89.000 nha mấy chứ. Đẹp quá mọi người ơi. Bộ 45 giùm em. Mã bộ 45.000 giùm em là có đơn. Mã bộ nha mọi người ơi, 45k giùm em. Bộ 45.000 là có đơn. Bộ 45 nghìn. Lấy trên tầm áo khoác là 5 cái, 5, 6 cái gì đó. Quá trời đẹp má ơi. Thun xịn giùm em 45 nghìn nha. Quá xịn luôn á. Thun xịn 45k. Thun xịn 45k. Cho số điện thoại trên đây nha mấy bà. Có số điện thoại trên đây mới chốt được nha. Thun xịn 45 nghìn. Mấy bà ơi, hôm nay em bị bệnh nên em đọc hơi nhỏ, mọi người chịu khó nghe giùm em nha. Thun xịn 45. Thun xịn 45. Cho máy tính hả? Không phải, cái mũi lên đèn mà không phải, cái mũi lên đèn. Chưa sao? Hút chưa ghim lại. Hút chưa ghim lại. Chưa cho cái bộ móng rồi nha. Con nào? Coi, coi gỡ, cắm gỗ, cắm này nè. Cắm gỗ này qua gỗ khác nè. Ừ. Mở nút qua có bị có cái nút màu sao không? Rồi, thun xịn 45.000 có chưa?
kêu 45 cho Hồng Đào. Còn cái thông tin đó, thông tin mới bộ. Bộ 45 cho Mỹ Chi. Ok mọi người, em lên giờ con có khoát cho mấy bạn xăng nha. Em lên giờ tầm giờ con có khoát cho mấy bạn xăng cái để đủ mẫu đó nha mọi người. Rồi châm sinh mã màu này là màu cớm nha mọi người ơi. Bột cớm giùm em nha, 65k một con áo dày siêu dày luôn nha mấy bà. Thôi đời hàng tao bao chưa chắc gì đó bằng cái con áo này em bán nha mấy bà ơi. Vải nè. 45 cho Bảo Hằng. Màu cớm liền giùm em nha, 65.000. Hàng quá trời đỉnh rồi mấy bà ơi, dày cực kỳ luôn. Trắng bà chia sẻ like lại giùm em nha mọi người ơi, tay phòng không gặm giùm em nha. Màu cớm giùm em nha mọi người. 65k màu cớm. Cớm 65. Quá trời. Cớm 65 cho Bích Phượng. Mọi người em đập hộp giùm mọi người luôn nè mọi người ơi. Quá trời đỉnh luôn á. Màu ghiêu giùm em nha, 65k. Vải quá trời dày luôn, về bán 100 mấy nha mọi người. Nếu mà về bán là bán 100 mấy giùm em nha, thật sự vải cực kỳ dày luôn. Màu ghiêu 65. Ghiêu 65 cho Lê Thị Cẩm Xuân. Rồi châm tinh mã màu hồng luôn mấy chơi. Màu hồng giùm em nha, quá trời yêu luôn mà. 65k. Màu hồng này rất là ngọt ngào, dễ thương. Màu hồng 65. Không biết mọi người có đam mê giống em không, chứ em thích mặc hoodie lắm mọi người, rộng rãi thoải mái. Rồi châm tinh mã màu này là màu màu hồng nha mọi người, 65. Wow, trên xinh hãm màu nâu. Màu nâu tây nha mấy bà. Hơi đẹp nha, hơi bị đẹp luôn á. Nâu tây 65 giùm em nha. Đó, nhận hàng kiểm tra hàng đi. Không ai bán 65.000 mà chắc vậy đâu mấy bà. Ta đang bán 101, 102 là rẻ rồi. Không ai bán 65 này đâu. Hồng 65 cho Bảo Hân. Nâu 65 luôn. Nâu 65. Để cái câu 65 cho Bảo Hân. Cho em xin mã xích xám 45.000 xếp. Trời, xích vét bán 45.000. Xăng được xếp này về bán 150-200. Rồi xám 45k. Xám 45 dùm em nha. Xếp vét hơi bị đắt tiền đó mấy bà. Xếp xám 45k. Thấy em nha cả ly nè gì ơi. Quá đẹp. Quá tiện luôn. Thun tiện 45 dùm em là có đơn. Xếp xám 45 cho anh Hư. Quá đẹp. Gọi cho em xin mã là thun đen xịn 45.000. Trời ơi, nhận hàng 45.000 là mê luôn đó nè. Thun 45 nha. Đen 45 cho Hồng Phượng. Rồi cho em xin mã ngố size M. Mã ngố size M anh bán luôn cho một người 40.000. Ngố 40 giùm em là có đôi size L. Có size M. Size M 40.000, những bà mặc chứ không có là cung luôn. Ngố 40.000. Xếp 89 cho Hồng Phượng. Đẹp quá mùa. Ngố giùm em 40.000 con ngố 40. Con ngố 40.000 nha. Rồi cho em xin mã áo kiểu đi. 29.000. Áo kiểu đen 29. Ngố 40 cho Kim Cương. Áo kiểu đen 29. Áo kiểu đậu, màu đậu 29 luôn. Áo kiểu đậu 29, đen 29. Màu đậu 29, màu đen 29. Vải bo rip cực kỳ tiện nha. Màu đậu 29, màu đen 29 luôn. Đậu đen đó. Đậu. Màu đậu với màu đen 29.000 nha mọi người. Rồi cho em xin mã hồng luôn. 45k một con thun hồng nha mọi người. Thun lô cò giùm em, bên tay nó sẽ có cái logo nha mấy chế. Rồi cho em xin mã hồng 45.000 giùm em, phân quá đẹp nha mấy bạn. Phân rộng cực kỳ tiện luôn. Hồng giùm em 45.000. Mã hồng 45. Hồng 45 là có đơn. Hồng 45 cho Bảo Hân. Rồi cái xe dạ cao cấp 195.000. Để giá 195.000 bán nhiều. Rồi bán mọi người 70 nha. Trời ơi, nhanh tay lên đơn má ơi. Trời ơi, cái xe này sang dữ luôn á. Xe dạ giùm em 70.000. Để giá 195.000. Hết hồn. Hết hồn thiệt. Rồi 70.000 xếp luôn. Comment mã xe dạ 70. Xe dạ 70 mặc lên siêu tinh rồi mấy bà yên tâm đi. Xích dạ 70 giùm em nha, có bút ngực luôn mấy bạn. Dạ 70 giùm em nha, phía sau có dây kéo. Hàng cao cấp nha mấy bạn. Xích dạ 70 giùm em, comment mã xích dạ 70. Xích dạ 70 giùm em. Cái xích mới còn rồi chứ. Cái xích này hình như là 145 phải không? 145 là giá mới đăng nha mấy chế. Xích này em chào mẫu một tí nha mấy bạn. Có chốt thì bán. Dạ 70 cho Chương Như Huỳnh. Có chốt thì bảo em luôn. Còn em chốt cho người trên line 129.
comment mãi với em xếp cơm 129 nha mấy chế. Xếp này tao nói cái shop đang bán 250-280, mới vừa mua xếp cái đọt giờ bán 129 ngàn. Quá xếp này thật sự mặc lên đúng xịn, đúng xinh luôn á. Nào cái xếp nè 129, lấy đó em nha, cơm 129. Xếp này là xếp mới nha mọi người, cái này mới mình nó mọi người chốt quá trời luôn, không biết có đủ chia không á nè. Rồi cho em xin nói cơm đi 129, lấy thì đó em chốt xin ra luôn. Xếp cơm 129, chốt trên lai là được giá sale rẻ, xuống lai là bán 149, 140, 149 nha mọi người. Rồi cho em xin mã là màu trắng nha mọi người, 39 ngàn đi, con trắng 39 ngàn nha. Áo LT như mấy chế hot nha. Rồi trắng 39 ngàn dùm em, mã trắng 39 ra, trắng 39 dùm em, lên liền như mấy chế ơi, trắng 39 ra dùm em, trắng 39 nha Thanh Tâm ơi. Rồi cho em xin mã thun xịn 45 ngàn, trắng 39 cho Thanh Tâm, thun xịn 45 ngàn dùm em, thun xịn 45k nha mấy chế, form gốc là đẹp nha mọi người, thun xịn 45, mã thun xịn 45 dùm em. Đơn nâu 49 em không nhớ nữa, như ý ơi có đọc tên là có em. Không có. Rồi cho em xin mã thun xịn 45 ngàn. Má ơi vải nó đẹp nè, cực kỳ xịn luôn, thun xịn 45. Rồi cho em xin mã trắng trơn 45. Trắng trơn dùm em có logo đây nha mọi người, trắng trơn dùm em 45 ngàn. Cái này là thun, thun hãng nha mọi người, không phải là thun thường, thun hãng giùm em. Rồi trắng trơn 45 và thun xịn 45 luôn. Trắng trơn 45, thun xịn 45. Trắng 45 cho Trung Hiếu. Ok nè. Rồi con xám luôn, con xám này đẹp ghê luôn. Xám 45 dùm em nha. Trắng trơn hết à bà. Rồi cho em xin mã thun ơi, xám 45. Xám 45 dùm em nha, đẹp quá, đẹp luôn á. Xám 45 liền nha mấy bà ơi, cực kỳ đẹp. Xám 45 cho Bảo Hằng. Xanh dương 45. Trời chúc em ơi, tập giọt hiếm lắm em. Áo cặp hiếm lắm hồng nào ơi, trời chúc đi em. Rồi cho em xin mã là màu này là màu xanh dương 45 ngàn dùm em. Nguyên cái hình này của nó là nó dập phòng mình nổi lên luôn nha mấy chế. Rồi cho em xin mã xanh dương 45k, xanh dương dùm em nha, 45 nha mọi người. Cho chế xin thêm chồng, hai chồng áo khác thêm chút. Cho em xin mã xanh dương 45 dùm em, xanh dương 45. Rồi đưa tốc độ luôn. Xanh 45 cho Hồng Phượng. Bộ gì mặc nhiêu kìa? Bộ em mặc 89 ngàn nha mấy chế ơi. Mọi người ơi cái set này đang cực kỳ hot luôn, bà nào bắt kịp xem là chốt được cái set em đang mặc nha. Vải đẹp xịn lắm luôn mọi người. Rồi cho em xin mã đỏ đi, 29 ngàn luôn, một con đỏ, con đỏ 29 ngàn, con sọc đỏ 29 ngàn. Rồi đỏ 29, mã đỏ 29 giùm em một con, đỏ 29 giùm em nha, đỏ 29 giùm em. Ơ nhưng chồng nhỏ không gì nữa. Đỏ 29 cho Bảo Hằng. Cái nào lấy cái chồng nhỏ không nha mà. Rồi nguyên cái chồng lại còn nó không nha mà. Đỏ 29 cho Bảo Hằng. Rồi ok. Rồi trắng luôn 39 ra cái chồng đó không nha mà. Trắng 39 như cái thằng ốc đồ kiểu á. Đồ kiểu nói rồi. Nói đồ kiểu luôn. Rồi cái bội mặt có màu à. Bội mặt có màu này nha bà. Đẹp lắm. Không cực kỳ đẹp nha. Rồi bộ chấm sinh mã trắng nha mọi người. Em có chính ra trắng 39 giùm em nha. Đeo có khó khó gì vậy? Ủa sao đeo kiểu vậy? Rồi chấm sinh mã xám mọi người, xám giùm em. Xám giùm em là cho nó kiểu. Ủa là xám gì? Xám lên đây. Rồi chấm bài chia sẻ like lên giùm em nha. Set mới á, set mới gì. Chấm bài chia sẻ like cho em mùa ơi. Nghe nè Bèo. Cái gì vậy? Nói nhưng mà chứ đang ngay rồi chưa chuyển khoản được. Tí xuống like chứ chuyển khoản cho. Chưa chứ lại trước đây. Trời mọi người ơi, rồi chấm bài chia sẻ like giùm em nha mọi người, chuẩn bị lên hàng stock không nha mấy bà. Chuẩn bị lên hàng đẹp không luôn á. Hàng sale cuối like cho mọi người nha, giá cực kỳ rẻ luôn, chia sẻ like lại giùm em nha mấy chế. Chấm bài chia sẻ like lại cho em nha. Chấm bài chia sẻ like giùm em nha mấy chế. Bây giờ bán tương tác là bà nào có chia sẻ thì mới bán giá rẻ được. Rồi, ok. Ôi cái này đẹp thiệt nha mấy bà.
Và set này có 69 ngàn nào lấy đó em nha. Set đen hoặc là set cớm hoặc là set hồng em nha, 69 ngàn. Một cái áo thôi rất tốt và một cái quần vậy nha mấy chế đẹp cực luôn. 69 ngàn lấy đó em. Set 69k nha, lấy đó em nha. Rồi ok. Cái set lại thế thì bắt đầu set đẹp. Rồi đưa hàng vô chứ. Set không? Cái một cớm. Ok. Rồi. Ok, giờ lên hàng xem mọi người. Rồi, cho em xin mã đỏ 45k. Mã đỏ set này 45 ngàn. Sale luôn 45 nha, set này không dưới 150. Không dưới 150 mới sale luôn 45 ngàn. Mã đỏ giùm em 45. Cho em xin mã đỏ 45 ngàn giùm em cận hết mọi người xem nha. Mã đỏ 45k giùm em một set. Đỏ 45. Rồi, mã này mã cốm giùm em 45. Mã đỏ cốm 45 nha Mỹ Thiên. Mã cốm 45 giùm em nha. Mã cớm 45, màu cớm này siêu đẹp luôn á bà. Cớm 45 liền nha, đẹp lắm, mặc lên phơm rất là xịn. Phơm rất là đẹp luôn, cớm 45 thì mang màu cớm này siêu đẹp. Cớm 45 nha Thanh Tâm. Váy thì... ký dừa kìa, cớm. Cái gì? 40 đến 58kg nha mọi người ơi. Mai tay khách mới lên dùm em số điện thoại nha chị. Mai tay khách mới lên số điện thoại. Áo kiểu dùm em luôn 39 ngàn nha mấy chớ. Hàng đẹp cao cấp dùm em nha. Nhưng mà mặc lên phơm mới xinh. Áo kiểu 39 ngàn dùm em. Áo kiểu 39 dùm em nha. Mặc lên nó sẽ vậy nha mấy chớ. Đó, đẹp lắm. Mặc lên phơm mới đẹp nha mọi người. 39 ngàn dùm em được 2 con. Áo kiểu 39 dùm em được 2 con. Rồi, set vàng 45 dùm em nha. Màu vàng đưa cận chắc mới xem được cái màu nha mọi người. Đưa cận ngon. Đó, màu vàng nó là màu vàng đậm nhưng mà ở ngoài nó màu đẹp lắm. Mà lên like cái filter nó ra màu khác nha mọi người. Mã vàng luôn 45 dùm em là có đơn. Vàng 45 là có đơn dùm em. Cho em xin mã vàng 45. Vàng nha mọi người ơi, 45k dùm em được 2 set vàng 45. Vàng 45 dùm em là có đơn. Mã vàng 45. Rồi, màu xanh min dùm em 39 ngàn. Xanh min dùm em nha, 39 ngàn một con áo luôn. Xanh min 39 cao dùm em một con xanh min 39 ngàn. Xanh min 39 ngàn, chấm bài chia sẻ like cho em nha mọi người. Xanh min 39 ngàn dùm em. Xanh 39 dùm em nha. Rồi riêu dùm em luôn 39k. Xanh 39 dùm em. Mã riêu 39 dùm em là có đơn. Riêu 39 dùm em. Đen 39 luôn. Riêu đen dùm em 39 ngàn. Riêu đen. Riêu 39 cho Trung Hiếu. Rồi con này đen dùm em 39. Đen 39. Đó trắng đen để cho em bỏ hăng. Để đen cho bỏ hăng. Rồi, xanh dương 39. Xanh dương 39 giùm em. Hết riêu đen, hết nha mọi người, hết rồi. Mấy màu đó hết, còn xanh dương. Xanh dương giùm em. Xanh dương. Xanh đen. Xanh dương, xanh đen. Xanh dương, xanh đen và cam 39 ngàn giùm em. Xanh dương, xanh đen và cam 39 ngàn. Bởi mặt hình như là có màu ghiêu nhưng mà bây giờ trên line này em chỉ bán màu đen trước nha mấy chế. Màu ghiêu thì em chưa lên được. Xanh đen cho Mỹ Duyên nè, ok. Cái mẫu kia là phải chụp em mới lần mới lên nha mấy chế. Em chụp mẫu xong rồi em lên cho mọi người nha. Rồi cho em xin mã thun đen nha mọi người. 29k một con thun đen luôn. Thun gấu ve. Rồi 29 ngàn. Cảm ơn mã thun đen giùm em 29k. Thun đen 29 ngàn giùm em nha. Thun đen 29k một con. Thun đen 29. Thun đen 29 cho Kim Miến. Bộ em đang mặc 89 ngàn nha mấy chứ. Rồi cho em xin mã bộ hoa nha mọi người ơi. 39 ngàn bộ luôn. Bộ hoa 39 ngàn. Pyjama. Bộ hoa 39 ngàn giùm em. Bộ hoa 39 nha. Comment mã bộ hoa 39 giùm em là có đơn. Bộ hoa nha mấy chế, không bao giờ mua dưới 150 luôn. Mấy bộ pyjama này thật sự 86, 98. Em bán 39 ngàn luôn. Rồi, quần ghiêu giùm em nha, 19k một con quần luôn. Quần ghiêu 19 giùm em. Quần ghiêu 19. Quần ghiêu 19 giùm em là có đơn. Quần ghiêu 19. Quần ghiêu nha mấy bà, 19 giùm em. Quần ghiêu 19. Ở shop còn màu nào đó. Ở shop em còn màu gì? Ghiêu 19 nha Bảo Hằng. Ở shop em còn màu đen, màu xanh ghiêu á chứ. Rồi cho em xin mã váy đỏ 39 ngàn con váy luôn. Đó. Váy đỏ giùm em nha mấy chớ. 39 ngàn màu đỏ ngoài hơi bị đẹp luôn, like nó chán quá. Váy đỏ giùm em 39 ngàn được 2 váy.
được hai váy nha mấy bà, đẹp lắm. Váy đỏ giùm em 39.000 con váy luôn. Váy đỏ 39.000, váy set chỉ ốp cho hướng nào có hàng mà chị có hàng hết rồi em. Mấy mẫu đó có sẵn. Rồi cho em xin mã váy đỏ 39.000. Váy đỏ 39.000 giùm em. Cái mấy mẫu đó có sẵn mọi người, chốt một cái em. Chốt mấy mẫu mà em mới vừa ốp hình đó, chị hướng có mọi người lấy thì chụp màn hình nhắn tin cho em nha. Rồi cho em xin mã là váy xám nha mọi người, 45 giùm em, váy dài qua gối nha mọi người, có nón giùm em luôn. Váy xám 45k. Váy xám, mã váy xám nha mọi người, 45 giùm em. Đó, siêu đẹp. Váy xám 45 đưa chồng phát nhìn cho. Chồng phát vô, chồng phát phát. Váy xám 45k có nón nha mọi người. Mọi người. Đẹp cực kỳ luôn. Váy xám 45 giùm em. Chất co giãn nha. Váy xám 45. Rồi váy xám 45 giùm em nha. Cho em xin mã khách riêu. Khách riêu. Quá màu riêu quá đẹp luôn. 65. Trời ơi cái chất đúng dày luôn mấy ơi. Riêu nha, 65 giùm em nha. Bà nào mà bà bán chạy ốc khoáng thì chốt ốc khoáng nhà em bán về bao lời luôn. Riêu nè 65 giùm em. Hàng nhà em không đẹp không bán thật sự. Cầm giá vô nha. Hồng hơ vi là khách mới kèm giá kèm số thoại phải không? Khách mới hơ vi, khách mới kèm số thoại giùm em nha chị ơi. Màu trắng nha mọi người, trắng luôn 65 giùm em, siêu đẹp. Trắng 65 giùm em nha mọi người. Đây, cực kỳ đẹp. Trắng 65 cho kim cương. Quá giờ đẹp luôn mọi người. Trắng 65, trắng riêu hết. Trắng 65 cho hồng phượng. Màu nâu tây nha mấy bà, nâu tây 65 giùm em. 47kg bao vừa chị ơi, 47kg bao vừa bao đẹp. Màu có một cái nha mấy bà ơi. Rồi cho em xin mã màu này là màu nâu tây 65. Kiếm gì? Nâu tây 65 giùm em. Nâu tây nha mọi người ơi, nâu tây 65 giùm em nha mọi người ơi. Nâu tây, mã nâu tây, chất dày nè mấy bà. Nâu tây 65 cho hồ vi. Rồi ok. Rồi mã trắng đồng hồ nè, mã trắng giò nè mọi người. Quá trời hot cái mã này luôn. Mã trắng này hot lắm. Ê, mấy cái chồng mà áo khác màu một xanh riêu á, trên bên đó là bao nhiêu đôi trái không? Quá trời cái mã này đẹp nha. Mã trắng giùm em 65. Bộ em mặc 89 nha mấy chị ơi, đẹp lắm. Thật sự vải rất là đẹp luôn. Bộ em mặc 89.000 nha. Rồi cho em xin mã màu này, mã trắng mọi người. 65.000 giùm em. Dày nha, dày đúng dày nha. Trắng 65 giùm em là có luôn. Trắng liền. Trắng 65 cho Bảo ha. Ừ đúng rồi, cái chồng này quá trời. Ê, cái chồng này đúng là chân ái luôn á. Màu cớm nè, màu nâu, màu ghiêu, màu xanh đen, mẫu đẹp cực luôn. Cớm ghiêu xanh đen giùm em nha. Siêu đẹp luôn mấy bà ơi, 65.000 luôn. Người ta đang chạy số lượng là như 100 mấy không á, đang chạy giá là 100 mấy, 150. Không ai bán 65.000 đâu mấy chị ơi, yên tâm. Nâu 65 cho Thanh Tâm nè, đẹp, màu đẹp cực luôn. Nâu 65 cho Thanh Tâm. Nâu đậm cho Thanh Tâm nè, ok miêu. Rồi, cho em xin mã màu này, màu cớm 65. Quá đẹp. Cớm nha, 65 giùm em. Hư hư kèm giá vô nha em yêu ơi. Nhà hư hư nè. Bộ chị mặc là quần ống rộng đúng không em? Quần ống rộng này, đẹp lắm. Quần ống rộng đây, siêu đẹp luôn. Rồi, cho em xin mã màu này, màu ghiêu. Ghiêu nha mấy chế, 65 giùm em. Đẹp chưa, mã ghiêu 65 nha mọi người. Cực kỳ xịn luôn. Ghiêu 65 giùm em là có đơn. Mã ghiêu 65. Hảo Vi có ghiêu. Ơi, ôi, nâu đậm nhiều. Nâu đậm còn 2-3 cái em lấy báo chế. 2-3 cái là Thanh Tâm rồi. Đẹp nha mọi người ơi. Ôi ôi, xanh dơ xanh đen nha mấy chế. Đẹp cực. Nâu đậm còn 2-3 cái lấy báo chế nha Thanh Tâm. Mỹ Duyên có gọi chị mặc ok em. Trời ơi mọi người, cho em xin mã là xanh dương, xanh đen gì đó mấy chế 65. Dễ thương cực kỳ luôn á. Xanh đen, xanh dương 65 nha. Không có pyjama, có pyjama thì giờ cũng không biết nằm đâu nữa. Thanh Tâm hả? Ok chị, để tí cái tọn cho lấy tầm 3 cái cho Thanh Tâm nha. Đã 4 cái gì á, có chứ lấy hết nè. Thanh Tâm có 3, 4 cái chứ lấy cho em ha Thanh Tâm. Thanh Tâm ơi, có 3, 4 cái gì chứ lấy cho em nha. Rồi cho em xin mã xanh nhạt nha mọi người, 65 giùm em. Xanh nhạt 65 nha, cái màu này đôi gần mới đẹp nha mấy chế. Xanh nhạt 65. Tọn nhìn chế, mấy cái màu nâu đó, bỏ vô bill cho Thanh Tâm. Xanh nhạt 65. Xanh nhạt 65 giùm em nha. Xanh nhạt 65 nha mấy chế. Siêu đẹp luôn chưa? Không, không hay á. Ok, ok, chồng hiện Thanh Tâm. À, Thanh Tâm ơi, chụp vô nhắn tin giùm chế nha Thanh Tâm. Nhắn
tin vô nhóm giùm chế đi, để tí nhân viên nó soạn cho, để ngồi hồi quên á, ngồi quên là lái trơn luôn á, cục vàng. Vô nhóm nhắn tin liền để tí nhân viên soạn cho. Xanh nhạt nha mọi người, 65. Xanh nhạt 65 giùm em. Má ơi, màu xám nó đẹp. Màu xám nè giùm em nha mọi người, 65k. Xám 65 giùm em. Rồi cho giới thiệu xin thêm mấy chồng xếp vô cô. Màu xám 65 nha mọi người. Xám 65 cho Hồ Vi. Cái này là gì ạ? À, xếp nỉ rồi chốt luôn, sale luôn 59.000 xếp nha. Xếp bay 59k giùm em, một cái sweater, một cái áo, cái quần bơm dài. Xếp bay 59.000. 50kg vừa, trời ơi 50kg nó là mặt đẹp đó bà, 50kg là mặt đẹp đó, nó coi vẫn có 58kg lận bà nha. Bà 50kg là mặt đẹp đó Mỹ Duyên ơi. Rồi xếp 59 đọc cho hay em. Xếp 59 cho Thanh Tâm. Cho em xin mở len đen em bán cho mọi người 25.000 nha. Len đen 25k dùm em. Len đen 25.000 nha mấy chế yên. Len đen 25. Ê à, trời, len đen 25k. Len đen 25. Len 25 cho Thư Thư. Cho em xin mã cam nha mọi người, 29.000 giùm em, sweater cam 29.000. Mấy màu cam Noel này mặc rất là xinh đó mấy chế, màu cam 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 dạ quen nè, mặc rất là đẹp luôn. Cam 29 giùm em. Cam 29. Chị cao 1m6, nặng 52 đến 57kg vượt. Dạ chứ ơi, 52 đến 57kg là không hề vấn đề gì hết trơn á, chứ mặc đẹp luôn nha chế. Nhưng mà chế cao 1m69 nó là chế sẽ mặc trên trên mắt cá giùm em nha. Nha chế tống thanh thôi. Rồi cho em xin mã màu cốm nha mọi người, 65. Cam 29 nha Thư Thư. Bộ chị đang mặc mà tinh ghiêu ok nhỉ. Chị nghe nọ. Chú kia lại lấy cái đơn hàng mà ờ chế đang nói chú là chế đang like á, cái xuống rồi chế em thôi trong cái túi ở dưới của chế á, cái túi ở dưới có tiền mặt á, mình đưa cũng được nữa. Cái túi ở dưới chế có tiền mặt á, kêu tiền ba ga cái gì á. Ừ. Tiền ba ga đồ sáng không, đồ sáng không. Ê, trong cái túi ở dưới chế có tiền á, cưng đưa cho xíu, đưa giùm chế em. Ừ. Không có chứ đi cầm heo đó, đâu có mạng đâu. Đâu. Cốm 65 cho Hồ Vi. Thôi má rồi. Cái màu học này. Ờ ừ, đúng rồi nha. Cái cam nó là cam ngược. Nên ok. Quá trời, khung đẹp luôn mấy chớ. Trời ơi. Ê, màu hồng này đang tìm kiếm luôn mấy chớ ơi. 49.000 giùm em nha. Hồng 49 giùm em, thun 3158 cao cấp nha mấy chế. Hồng 49 giùm em. Và cái màu hồng này mặc lên rất là dễ thương mọi người. Nó kiểu nghiêng về hồng cam, mặc cute giả mang luôn. Hồng 49 giùm em nha. Hồng 49 liền nha mấy bạn ơi. Hồng 49 cho Bảo Hồng. Rồi, đen trơn 45k giùm em luôn. Đen trơn 45.000 nha mấy chế. Đen trơn 45.000 có quần đùi. Quần đùi mới về phải không? Quần đùi jean nó về chung mấy. Ừ. Tối nay là nha mấy chế. Rồi cho em xin mã là áo đen 45k, không 3158. Đen trơn 45. Đen trơn 45 cho Bảo Hằng. Ok, comment mã trắng giùm em nha mọi người, 49.000 luôn. Trời con trắng nó dễ thương quá bé ơi. Ê cu téo quá vậy, trắng 49.000 nha mấy bà. Trắng 49 giùm em nha. Trắng 49 giùm em nha mấy chế, đẹp cực. Trắng 49 tối nay nếu like thì mấy giờ like được, 7 giờ. 8 giờ đi, trắng 49 cho hơn. Trắng 49. Tối nay nhưng mà nhân viên em like nha mấy chế. Nhân viên em giờ nó bán nhiều thì nó bán mọi người ơi, nhưng mà nó có bán rẻ hơn em á thật sự. Rồi cho em xin mã ghiêu, ghiêu giùm em 49.000. Ghiêu 49.000 luôn. Ghiêu 49.000 nha mấy chế. Đẹp lắm. Ghiêu 49 nha. Còn bữa đó là ba đứa ngủ đây luôn hả? Ừ, mà không ngủ luôn. Ba đứa mày quyết tâm ghê. Rồi cho em xin mã ghiêu 49. Ghiêu 49. Sao không phải tại ngủ bữa đầu tiên không quen á. Ghi 49 cho An chưa? Vậy bữa nay ngủ nữa không? Mã đen 45. Thôi đi bà nội ở đây xong rồi lâm giỡn chết. Đen 45 giùm em. Đen 45. Cho chế sư ơi, mấy mặt bên nội nổi đưa chế ơi, cũng đẹp quá. Đen 45 nha mấy chế ơi, mấy cái này nè, coi chừng lạc nè, lạc là mắc cái áo, mắc cái quần, không có hình tết được. Đưa đây, đưa hết đây cho chế lông lên mấy lần.
Rồi cho em xin mã thông đen xịn 45. Đen xịn 45. Đen 45 cho Kim Cương. Nhưng cái nào ơi. Thật sự luôn á, ngồi nhìn nè. Em là em lấy cả chục cái đem để mặc nó mới nó luôn. Vải nó đẹp mà mẫu đẹp không nè. Hàng đặt này là ok le luôn. Mẫu của em là được có 1.000 mà em vẫn like đam mê như mấy đó. Em là có vẫn like gì đam mê nha. Ôi nào đẹp quá, 1.000 luôn đây. Có màu lạ nè. Xanh lạ dùm em 49k. Đẹp không luôn mấy bè. Xanh lạ 49 dùm em nha. Chốt một chục cái mặc đúng đã luôn á. Xanh lạ 49k dùm em, màu xanh này mặc hơi bị chen luôn. Mặc lên chắc chơi thì cái màu này. Xanh lạ dùm em 49 nha. Xanh lạ 49 dùm em. Xanh lạ 49 cho Bảo Hằng. Màu đẹp không má ơi. Ôi màu cam sữa nè. Ê, màu cam sữa này quá đẹp nha. Màu đẹp không luôn á. Rồi cho em xin mã là cam sữa nha mấy chớ, 49.000 đưa lên là mất chốt. Đúng rồi, đẹp lắm, chớ còn chốt mà chị em nghe. Chớ là chớ chốt 1 cái để mặc rồi đó. Đây là mặt này đảm rồi. Rồi cho em xin mã màu cam sữa 49.000 nha mấy chớ. Cam sữa 49 cho Hồ Vy. Đi làm mấy người mặc mấy con áo này thoải mái. Ôi ơi, màu cơm 49 giùm em. Mã cơm 49 em hết là màu có cái mấy chớ comment nhanh nha. Mã cơm giùm em 49k. Cơm 49.000 cái gì vậy? Cơm 49 nha mấy chớ, mã cơm giùm em 49.000 nha, siêu đẹp luôn. Cơm 49 cho Bích Thuận. Rồi sắm lẻ giùm em 49.000. Mã sắm lẻ 49.000 giùm em. Sắm lẻ nha mấy chớ 49k. Sắm lẻ 49.000 giùm em. Hàng đẹp lắm. Sắm lẻ 49 cho Hồ Vy. Rồi ơi, cái này nãy còn là cái cơm còn cái nè. Cơm nè, cơm tập tiếp rồi. Cơm 49 cho Mỹ Duyên. Trời ơi, đi luôn cô thiêu luôn bà ơi, đẹp quá rồi. Đỏ đô 49 giùm em nha. Đỏ đô 49.000 có cặp nhưng mà giờ chưa có biết, chưa có thấy nữa bà. Đỏ đô 49 giùm em nè má ơi, màu đỏ lên da nè, nó trắng ghê rồi. Đỏ đô 49 giùm em. Chốt cặp phải không, tôi cũng không biết nữa. Đỏ 49 cho Bảo Hằng. Ôi, có màu hồng nữa nha. Màu hồng này cưng quá má ơi. Mấy cái màu hồng lên, thật sự lên rất là đẹp luôn á. Màu hồng kiểu màu hồng dâu mà đang rất là hot luôn. Hồng 49 liền nha mấy chế. Hồng 49 liền khỏi dàn trời đi, đẹp lắm rồi. Hồng 49k dùm em nha mấy bà. Đẹp cực kỳ luôn, thật sự. Hồng 49 dùm em. Rồi, hồng 49.000. Không có cặp không cho bà like luôn, kệ ghê không. Không cho bà nghĩ like. Không cho bà nghĩ like, ghê chưa. Mã hồng 49 nha mấy chế, dễ thương lắm. Hồng 49 giùm em. Mã này hả? Mã dứa nha mấy chế. Không phải nè. Xanh bơ 49 cho bé tươi. Xanh bơ là cái này hả? Cái trái cạnh á. Rồi cái trắng nè. Cái trắng cho Trung Hiếu nè. Ok. Trời ơi, mã này đẹp nè. Gấu chữ ly nè mấy chơi. Màu trắng con gấu. Màu trắng con gấu nè, màu trắng con gấu, đúng rồi chơi màu trắng gấu nè. Rồi cho em xin mã màu này là màu xanh bơ 49k. Xanh ghiêu cho Bảo Hằng. Xanh ghiêu cho Bảo Hằng nè. Rồi chốt màu xanh bơ 49k. Xanh bơ cho Thương Thư. Màu trắng đẹp nha. Trắng đẹp nha mấy chơi, đơn giản là xinh chủ. Cứ lên chủ là xinh nè mấy chơi. Em lấy đen. Ok, đen luôn. Mặt mẫu đẹp không, mà cục vàng và bán đảo luôn. Trắng cho Hồ Vy. Trắng cho Hồ Vy. Rồi cho em xin mã đen gấu. Đen gấu 49k. Đen gấu 49. Đen gấu 49. Đen gấu 49 cho em nha. Đen gấu nha mấy chơi. Ôi đẹp quá luôn mấy ơi. Đen gấu. Đen gấu cho Hồ Vy. Hỏi chung. Nè. Hồ Vy luôn. Ghiêu giùm em. Màu ghiêu 49. Đơn giản mà xinh mấy chớ, cứ em lên màu là mấy chớ chốt đi thật sự. Hàng không đẹp không bán đâu mấy chớ, đẹp lắm. Rồi cho em xin mã màu ghiêu 49 nha. Ghiêu. Ghiêu cho Bảo Hằng. Sắm lại giùm em luôn mấy bà ơi, quá đẹp. Sắm lại cái màu này nam mặc được nha mấy chớ, đẹp lắm. Sắm lại liền 49k, em bán áo thun bán một tuần mấy nghìn con là bình thường luôn. Hàng đẹp cực kỳ. Ê, sắm lại. Sắm lại được hai con luôn á, mà quên nó. Sáng 49 cho Lan 10, sáng 49 cho Hồ
có lỗi với cái bà gì đó đó chưa? Hồng đào xin lỗi bà nha, đợi tôi chút nha. Rồi cho em xin ngẩm màu riêu 49. Ở chỗ riêu tay dài luôn bà. Ê bà nào hơn chút tay dài giùm em đi, chơi dài rất là đắt tiền luôn, con này không dưới 150 đâu. Tay dài hơn lắm luôn á, riêu 49 nha. Tay dài này tao bán 150 luôn á má ơi, bán 49.000. Tay dài mặc cái loại quần bơm xinh lắm mọi người. Tay dài 49 giùm em. Tay dài 49 cho Bảo ha. Một con màu xanh dương duy nhất nha mấy chị ơi, không khó luôn á. Xanh dương 49 giùm em, quá đẹp. Xanh dương, ê, thun còn có nhiêu đấy hả? Ừ, chừa 30 cái, đóng lô cái rồi, cho phải lên tiếp. Rồi cho em xin mã xanh dương. Một chồng đó, ở đó là xin. Xanh dương 49 cho Hồ Vi. Ê, xem để lưỡi tập. Xanh dương. Rồi. Nổi lên đây. Ê, có ra, có một cười không đây chứ. Có vô xanh dương. Đâu? Đây nè. Cái cưng quá à. Cái này cái cưng quá mất. Ê, cái này em có một đôi nhưng mới chơi chút. Ê, màu vàng nhễ đó bà. Hơi bị đẹp luôn đó nè, đưa gần cho bà xem màu vàng nhễ nha. Được một cặp. Một cặp nha mấy chị ơi, comment liền giùm em mã là cặp vàng 49.000 con, đẹp cực. Cặp vàng nha, cọ trắng để cho em, trắng để cho Bảo Hân nè. Vàng nghệ 49 Bảo Hân. Vàng nghệ 49 Bảo Hân, ok. Rồi cho em xin mã vàng nghệ 49, vàng nghệ. Trời ơi, hình cậu bé nó thấy con ghê. Mọi người cái mặt đưa gần mới đẹp nha, cái màu này đưa gần mới đẹp. Ai đưa gần cái màu nó mới chuẩn nha, ở ngoài nó nè có cái dấu dầu này mang cái mấy cái đỏ đô để đỏ đô có đỏ đô có đỏ đô để cho bạn ha có màu đỏ đô nha em ơi, tầm nhiêu cái ok em chốt tầm nhiêu cái chị để nào, tầm 5 cái không hay là 2-3 cái gì đó lấy báo chị. Rồi cho em xin mã màu này là màu vàng nghệ nha mấy chị ơi, 49 giùm em. Nâu tay 49 để 5 cái, rồi lựa 5 cái đỏ, 5 cái hay gì đó, 5 cái đỏ đô. Rồi cho em xin mã nâu tay 49. Trời mà nâu nè, chắc chơi chưa. Nâu tay 49 cho Bảo Hằng. Mấy chứ ơi, comment nhanh nha mấy chứ. Mẫu con cái mà mình comment sao là hột hết, tiếp lắm mọi người, đẹp không ạ. Quá đẹp. Gì? Đẹp quá. Chốt nha mọi người, mà này màu cam sữa giùm em 49.000. Thật sự mà này rất là đẹp luôn mọi người ơi, cam sữa 49 giùm em nha, phong quá đẹp luôn. Thật sự luôn mọi người ơi. Cam sữa 49 cho Hình Như. Thấy là chốt chục con mặc đã tay, mặc áo thích. Ôi trời. Đi cái này có một cặp áo hồng thấy cưng quá à. Một hồng, hồng cặp giùm em nha mấy chứ. Cái này mặc đôi với bạn thân thấy cưng ghê không. Mặc đôi với nhỏ bạn thân nè. Có 98.000 mua tặng cho bạn mình cũng ok. Má ơi dễ thương ghê luôn á trời. 49.000 con áo nha. Hồng 49. Rồi. Hồng 49 cho bé tươi. Ra đi một con, còn con thôi mới chết. Còn em hả? Hồng 49 cho em. Bao đẹp, bao xinh. Hồng 49 liền nha bà ơi. Yến Mina khách mới là nhìn em có điện thoại nha chị. Ờ cái này em có một cặp Apple, một cặp quả táo nha mấy chứ. Bà nào đam mê với iPhone, Apple gì đó một chút một cặp áo giùm em 49.000 con. Hồng hai con. Có một con người ta chốt. Có một cốt mà Yến Mina gì đó. Yến Minu chị ơi lên số điện thoại giùm em. Rồi cho em xin mã vàng với mọi người vàng nghệ 49.000 giùm em, đưa gần màu vàng nghệ cho mọi người xem. Một cặp quả táo Diễm có số điện thoại chưa? Và chị tên Diễm ơi có số điện thoại nhắn tin, có số điện thoại comment giùm em cái số điện thoại nha. Xét chị mặc 89.000 em ơi. Xét chị mặc 89.000 nha. Còn cái hồng là trái tim á. Cái hồng trái tim cái này hả? Không, nãy chị đây thấy đó. Cái này còn cái hả? Cái này còn cái hả? Không, bạn khác nhau. Nhưng mà chiếc phim này nè, cặp hồng này được không Hồng Đào? Hồng này được không em? Hồng Đào ơi, cặp này được không? Hồng Đào ơi, cái này được không em? Cái này dễ thương lắm, này có một cặp. Hồng Đào ok, báo chị liền nữa hết đó em ơi. Hồng Đào ok, báo chị liền em ơi. Đẹp đó, có còn một cặp hồng, lấy hồng báo em một cặp hồng nhưng mà 49.000 cái. Trắng giùm em 49.000 luôn, quá đẹp mà trắng này chủ ơi, chủ này siêu xinh nha. Ơi chủ này đẹp nha mấy bạn. Cái chữ nó nhập phòng nghe nổi luôn. Cẩm Thu một set chị mặc. Ok tình yêu. Trắng 49 cho Tú Hằng. Rồi ok cái này để cho Hồng Đào một cặp nè.
hồng nào một cặp trắng nè, hết luôn. À, má ơi, một view nó đẹp má ơi. Màu view nó tiện nè má ơi. View hình cậu bé đó mọi người. Là lá ngọc hồng. Cho em xin mở view nha mấy chớ, 49 ngàn. Cái gì? Sếp chị mang 89, sếp em mang 89 ngàn mới chơi, người ta đang bán 200 mấy, bán 89 ngàn. Em bán phá giá vậy, chắc là em bị chửi vô lắm em mới chơi. Hồng 49 cho Yến đi nè. Người ta bán 200 mấy không mấy bạn, em bán 89 ngàn à. Rồi cho em xin mã Giu nha, 49 ngàn con. Giu 49 giùm em nha. Hồng đất 49, vàng nghệ 49, hồng đất vàng nghệ, hồng nhạt giùm em 49 ngàn. Hồi giờ không biết luôn vòng mũi không có cái nào em ơi, nãy giờ luôn vòng mũi không comment sao. Má ơi, không ai lấy em lấy con này. Hề luôn, không ai lấy em lấy, đẹp. 49 ngàn thì mang nha. Hồng nhạc cho Hồ Vi. Rồi, ok. À không lấy này, em lấy màu cam 49 ngàn. Quá đẹp luôn, thấy cưng quá à. Cam 49, sát be. Sát cưng à. Sát be. Rồi, cam 49 đã thuộc về em. Hồng đắt 49 cho Mỹ Xuyên. No, nó thuộc về Lương Ngọc Mụi. Hồng đắt. Hồng đắt cho Mỹ Xuyên, có số thoại chưa? Rồi, rồi cho em xin màu cốm 49 ngàn nha mấy chơi. Màu cốm 49 giùm em. Mã màu cốm nha mọi người, 49 ra. Màu cốm nha mọi người, 49 giùm em. Cốm 49 ngàn giùm em, có hùng riêng nha. Màu cốm 49 ra. Rồi xếp, lên xếp, còn xếp nào đây ạ? Ờ, đem để đây gần chết nè. Trời ơi, màu trắng nữa chứ. Má ơi, màu trắng cũng không dễ thương quá vậy. Trắng cho luôn Ngọc Bội. Ok. Rồi, gấu giùm em nha, mã gấu 49 nha. Mã gấu 49 nha. Thấy cưng quá bà. Gấu 49 giùm em. Gấu 49 giùm em, hết trắng rồi. Mã gấu nha mọi người, 49 ca. Có quần đùi với chân váy nha mọi người. Quần đùi chân váy riêng đó. Gấu 49 mà tối nay nhân viên em mới ra. Gấu 49 cho Tú Hằng. Rồi, rồi một con trắng, một con đen xịn rồi mọi người. Gì mà đẹp dữ vậy trời, hình như chắc quá nhở. Gì đó không ghê luôn, nó đen 49 nha, đẹp quá. Đen 49 giùm em, nhanh tay comment liền mới chứ, hiếm lắm. Đen 49 cho Hồ Vi. Thôi nó đẹp ghê. Trời ơi bè. Cho em xin mã màu này là màu ghi 49 ngàn nha. Màu ghi 49 giùm em. Màu ghi 49 nha. Đẹp quá. Màu ghi 49 giùm em. Ghiu nha. 49 nha. Màu trắng nè. 49 cho Bảo Hằng. Những con áo hiếm hoi nè mấy chơi. Màu trắng này cứ trắng mặc lên là xinh. Cứ trắng là ông chu xinh. Ví hết rồi phải không? Được nhiều. Ví còn có 10 cái nha, 29 ngàn. Ví giùm em còn có 10 cái ấu dâu. Trắng 49 cho Hồng Phương. Ví còn có 10 cái với giá 29 ngàn nha. Ví 29 giùm em nha. Bên em là chọn toàn là mẫu đẹp thôi mấy chế yên tâm đi. Ví giùm em 29 ngàn. Đựng cả, đựng tất cả tập đồ luôn, cái gì cũng được cho mấy chế 29 ngàn comment nè. Ví 29 cho Thường Thường. Ví 29 giùm em nha, đẹp lắm. Ví 29 giùm em là có đơn. Rồi xếp à, lên xếp đi. Ví 29 hai cái cho Hồng Phượng. Trời ơi, xếp gấu dâu. Rồi, sale luôn 60 nha. Gấu dâu này, bán 140, sale luôn 60. Xếp gấu dâu 60 giùm em là có đơn. Xếp gấu dâu 60 thấy cưng dữ luôn, nó có quần jean. Có quần jean giùm em, áo gấu dâu. Xếp dâu 60. Dâu 60 cho Thanh Tâm. Thêm xếp cho đây, chế là cô thêm xếp cho đây. Rồi cho em xin mã vô váy polo body nè mọi người, váy body polo nha mọi người. Dây gút giùm em luôn. Váy giùm em nha mọi người, 55k. Váy 55.000 giùm em. Bội mặt 89.000 mấy chế yêu ơi, đẹp lắm. Ôi, bội mặt thật sự nó rất là tiện luôn mấy bà, đẹp cực kỳ.
Đây mọi người ơi, bỏi mặt đẹp lắm luôn. Váy 55 cho Hồng Phượng. Bỏi mặt 89 ngàn bà ơi, đẹp giá đang đẹp luôn. Bỏi mặt 89 nha. Comment bỏi mặt là 89. Rồi cho em xin mã set nâu nha mọi người ơi. 45k set nâu 45. Nâu 45 ngàn set giùm em. Set nâu 45 giùm em. Nâu 45 giùm em. Mã một set nâu 45k. Set nâu 45 ngàn. Ừ. Rồi cho em xin mã sweater đen. Nâu 45 cho Linh Đan Nguyễn. Sweater đen giùm em luôn 45 ngàn nha mấy chứ. Sweater đen 45k. Đen 45 giùm em, phân gậm đẹp lắm hàng nhỉ ngoại. Đen 45. Comment mã tặng, em tặng luôn. Comment mã tặng nha mấy chứ. Tặng nha. Nãy giờ bạn nào có đơn em tặng con quần này luôn nha. Mã tặng giùm em nha. Rồi cho em xin mã quần đùi. Quần đùi giùm em, đùi đen 40 nghìn, đùi đen 40. Là set nha tình yêu ơi, là set nha, set này 69 ngàn. Quần bí nha, áo cà rốt tóc trơn. Quần bí áo cà rốt tóc trơn. Set này 69 ngàn. Đen 45 cho Lục Ánh. Rồi, cho mấy mẫu quần 40. Quần 40 cho Thanh Tâm. Rồi, cho em xin mẫu váy xịn nha mọi người. Váy này hàng cao cấp giùm em nha. Em chốt mọi người 49 ngàn, con váy 49 ngàn cao cấp. Váy shop cao cấp giùm em chở vai á. Váy 49 ngàn giùm em nha mọi người. Váy 49k. Váy 49 ngàn là có đơn. Mã váy 49 ra. Rồi. Cho em xin mã nâu luôn mọi người. 49 ngàn giùm em con nâu 49 ngàn luôn. Váy nâu 49 ngàn nha. Váy 49 cho Cẩm Tiên. Váy nâu 49 ra một con váy nâu 49 ngàn mặc lên sẽ ôm eo nha mấy chứ. Váy nâu 49 ngàn giùm em, có khóa kéo. Váy nâu 49 cho Bảo Hân. Size L. Size L ống rộng giùm em 45 ngàn luôn. Ống rộng size L 45 ngàn nha mấy chứ. Ống rộng giùm em size L 45 ngàn. Đây, cái này của nó đắp chéo lên vậy nha mấy chứ, đẹp lắm. Rồi, ống rộng đen giùm em size L 45k. Size L 45 ngàn, đen 45. Mã đen 45. Đen 45 kìa. Rồi set luôn. Rồi set cho mọi người, set này là 49 nha, xem em hả set. Set sơ mi 49 ngàn giùm em quần ống rộng. Quần ống rộng nha, đẹp cực kỳ, set 49. Mã set 49 là có đơn. Set 49 ngàn sơ mi đẹp cực kỳ luôn, vải lắm tiện. Đẹp lắm nha mọi người, đây hình mẫu mặt đây. Set 49 giùm em. Đó, hình mẫu mặt này mới chết sang lắm. Set 49 giùm em nha. Set 49k giùm em là có đơn. Set 49 ngàn. Rồi mã set nâu giùm em 45k. Set nâu 45 ngàn. Set nâu 45 ngàn. Rồi mã set nâu, comment mã nâu giùm em nha 45k. Nâu 45 ngàn nha mấy chứ. Set nâu 45k. Set nâu 45 ngàn. Mã set nâu, comment mã nâu 45. Khẩu trang hết rồi em ơi. Mã nâu 45 ngàn. Rồi cho em xin mã xanh dương. Cho em xin mã xanh dương 39 ngàn set luôn nha. Comment mã set xanh dương. Nâu 45 cho Huỳnh Trang. Set xanh dương 39k. Set xanh dương 39 ngàn. Xanh dương 39 giùm em một set hoodie. Xanh dương 39 ngàn set hoodie giùm em. Rồi cho em xin mã set hồng 39 ngàn luôn, set tập gym. Set hồng 39 giùm em nha. Ai xịn lắm nha. Set hồng. Hồng 39 giùm em nha mọi người. Hồng. Xanh dương 39 cho Thương Đại. Hồng 39 giùm em luôn. Hồng 39 giùm em. Rồi, cho em xin mã xích đen. Xích đen nha mọi người, 45k. Xích đen 45 ngàn xếp luôn. Quần dài giùm em. Xích đen 45 ngàn. Xích đen 45k. Siêu đẹp cho. Đó, siêu đẹp cho, góc đẹp nha. Xích đen 45. Đen 45. Đen 45. Xếp 39 ngàn còn xếp nè con. Xếp hồng 39 là mùa lấy đó em nha mùa ơi. Hồng 39 em còn 2 bộ. Thiên Mỹ khách mới thôi thì em số điện thoại nha chị. Thiên Mỹ lên số điện thoại nha. Hồng 39 nha. Comment mã hồng 39 giùm em nha mùa ơi. Hồng 39 giùm em chữ thiêu.
Set hồng 39 ca chữ thiêu, set này mặc đi tập gym hay đi chợ bộ, mọi người rất là xinh luôn. Set đen 45 cho Phương Giao. Set hồng 39 rồi em. Rồi thun 31, rồi set 3158 nha mọi người, set cao cấp giùm em nha. Comment mã xám cho mọi người 75.000 set. Xám giùm em nha, 75k set. Vải đúng đẹp nha mấy chế, hàng 3158 đây em bán 150, em bán 75.000. Set xám 75 giùm em bán lỗ luôn nha mấy chế. Set xám 75k, set này em mới đăng đó mọi người. 99.000 hay sao đó không nhớ, mà em bán 75.000 trên live luôn. Cho em xin mã set xám 75k. Nam nữ mặc đồ giùm em nha. Xám 75. Này còn xếp cuối cùng luôn nè mấy chế, người ta hay chốt quá trời luôn nè. Xếp 75 cho Hồng Phượng. Thị Lạc trong đây nè, em chốt luôn 75. Xếp 75 bolo giùm em mấy chế, bolo á, đẹp lắm. Xếp 75 giùm em, hàng bolo. Xếp 75 nha. Rất xịn luôn á là. Rồi cho em xin mã nâu 75.000. Rồi 75 cho Hồng Phượng. Mã xếp xám còn một nè. Lục ấm sao vậy bà Duyên mày? Lục ấm nè, rồi xám 75 cho lục ấm luôn. Cho em xin mã xám 75 nha mọi người, xám 75. Quá trời xịn luôn. Mấy con này hàng 3158 nha mấy chế. Xám nhạt 75 giùm em một con xếp 75.000. Xám nhạt 75. Tới mà tới cọng dây của nó còn thiêu nó mới chế là hiểu rồi đó. Hiểu cái mức độ xịn khò đó. Xám 75 cho Thanh Tâm. Rồi em hết. Em hết. Rồi, bộ ngủ giùm em 29k bộ luôn nha. Bộ ngủ 29 giùm em. Bộ ngủ 29.000. Bộ ngủ luôn 29k bộ thôi mới chết. Một bộ thôi 29k. Bộ ngủ 29.000. Bộ ngủ 29. Nâu giùm em 39.000, kèm giá vui luôn một mũi thôi. Nâu 39 giùm em nha, mango giùm em nâu 39k. Nâu 39 giùm em nha mới chết. Nâu 39.000 giùm em một bộ. Nâu 39.000 giùm em. Nâu qua 9.000 nha. Rồi cho em xin mã áo kiểu xịn nha mấy chế. Quá đẹp luôn á. Rồi cho em xin mã áo kiểu xịn nha mọi người ơi, 45.000 giùm em tay dài. Áo kiểu xịn 45.000. Nâu 39 cho Thư Đặng. Áo 45, này để chứ. Để ngon chứ. 45. Rồi, 3 đen 1 trắng 29k nha mấy chế. 3 đen 1 trắng giùm em 29.000 giùm em. Đen 29 giùm em nha. Đen 29. Đen 29 và trắng 29 giùm em. Đen 29 và trắng 29 giùm em chứ. Đẹp lắm. Đây, trắng 29, đen 29 giùm em. Trắng và đen 29k nha mấy chứ. Đẹp cực kỳ. Trắng và đen giùm em 29.000 con áo. Trắng và đen 29 giùm em. Và thêm cái chồng xếp nó mỏng. Xếp nó trắng 29 cho Hà Vi. Rồi em hết trắng rồi, em hết trắng, em còn đen mọi người, đổ qua đen giùm em. Set xanh giùm em nha mọi người, 39.000 một set luôn. Set xanh 39.000 nha. Em hết trắng mọi người, đổ qua đen, em còn 3 đen á. Em hết trắng rồi. Ship 30.000 nha em ơi. Rồi em hết trắng, em còn 3 đen, mọi người đổ qua đen giùm em nha. Rồi cho em xin mã set xanh nha mọi người. Đen 29 cho bé tươi. Không luôn mọi người, cái đó hết rồi em. Cho em xin mã, cho em xin mã này mấy gì ta, mã xanh mọi người 39.000 nha. Xanh 39 giùm em nha. Mã xanh 39 nha. Xanh 39 xếp sao chị Nhiên, xếp sao 69.000 tình yêu ơi. Rồi cho em xin mã xếp xám mọi người 45.000 luôn. Xám 45. Tối nay 7-8k em like nha mọi người. Tối nay 8k em like nha. Xám 45k. Mã xám 45.000. Xám 45 mà. Xám 45 nha mọi người, xếp tổ ong giùm em nha. Xếp xám 45k. Xếp xám 45. Đưa thêm hàng vô chế ơi. Xám 45 cho Cẩm Thu. Hết xếp thì lấy lại đi. Cho em xin mã quần tây nha mấy chế. Size này của nó size L, em chốt luôn cho mọi người 50.000. Quần L 50 giùm em, quần tây 4 nút. Quần L 50.000 giùm em nha, quần tây 4 nút. Quần tây giùm em 50.000 size L. Quần tây 50.000 xanh L nha. 50.000 nha mấy chế, xanh L quần này đúng đẹp. Quần 50. Quần này ấm gặp luôn mọi người. Ủa quần này xem.
quần này size 60kg vừa hồi nào, quần tay 60kg 59.000, quần 59 là được. Tay 50 cho Bảo Hằng. Rồi quần tay này, ủa quần tay này 50 chứ. Áo quần tay này 50 60kg. Quần tay 60kg nha, 50.000. Comment mã quần 50k giùm em, 50.000. Quần 50. Quần 50 giùm em 60kg. Rồi cho xin mã quần ngố nha, quần 19.000 luôn, một con quần ngố. Ngố giùm em 19.000, size này 60kg luôn á bé à. Size big size nha. Rồi, mã này là quần 19k, quần 19 giùm em là có đơn. Quần 19 là có đơn. Bảo Hằng hết mới lên giùm em số điện thoại nha chị. Bảo Hằng lên số điện thoại em ơi. Rồi xếp màu đậu này 19k một bộ luôn, màu đậu 19 giùm em một bộ. Ngố 19 cho Thư Đặng. Màu đậu 19 giùm em. Mã bộ đậu giùm em luôn đi, 19k một bộ luôn. Một bộ đậu 19.000. Bộ đậu 19 giùm em luôn. Rồi xếp xám giùm em nha mấy chế, 29.000 xếp không? Xám 29 giùm em. Xám 29 giùm em nè mọi người. Xếp xám 29k một xếp. Xám 29 giùm em. Cái này còn 2 bộ nha mọi người, 29.000 bộ luôn. Xám 29 cho Linh Lan Nguyễn. Bộ lụa 29, comment mã bộ lụa giùm em, 29.000 bộ. Bộ lụa nha mấy chế, 29.000 giùm em. Bộ lụa 29k là có đơn. Bộ lụa mango, ủa lụa Latin nha mấy chế, rất là mát. Bộ 29 cho Tú Hà. Bộ 29 được 2 bộ nè. Lụa 29 cho Hồ Vy. Rồi ok hết. Rồi cái áo này. Áo này là cái áo mình còn cái nơ ngoài cái tay nha mấy chế, có 3 màu trắng đen cơm. Trắng đen và cơm nha mấy chế, đẹp lắm. Rồi em chốt luôn cho mọi người 29.000 con áo nha. Đây. Nó mình mặc lên nó sẽ vậy, còn hai cái nơ hai tay áo nè. Đẹp lắm, tiểu thư cực kỳ luôn. Rồi chăm xin mã là áo kiểu 29.000 kèm màu vô trắng đen cốm nha mấy chế. 29.000 mình cộng ống là hai cái tay vậy nha mấy chế, mặc cúp ngực chị nào đẹp lắm. Dễ thương cực kỳ luôn. Nha 29.000 giùm em. Mấy cái áo này rất là hot luôn. Mẫu mặc vậy nha mấy bạn. Mẫu mặc vậy cho em nha. Dễ thương cực kỳ chưa? Rồi 29k áo kiểu trắng 29 trắng đen cốm. Trắng 29 cho Phương Giao. Ok, 29.000 nha mấy chế. Nay mẫu mặc nó sẽ vậy nha mọi người. Thấy rõ mọi người. Mẫu mặt nó sẽ vậy nha. Trắng đen cốm giùm em 29.000. Trắng đen cốm 29.000. Rồi sơ mi nhung giùm em luôn 75.000 một con sơ mi nhung. Sơ mi nhung 75. Sơ mi nhung 75 giùm em. Đó, sơ mi nhung 75 giùm em nha. Cốm 29 cho Kim Hồng. Rồi sơ mi nhung 75k. Sơ mi nhung 75 giùm em là có đơn. Sơ mi nhung 75k giùm em nha. Sơ mi nhung bé tươi kèm giáo cho em ơi. Bé tươi kèm giáo vô có đơn nha em ơi. Rồi cho em xin mã bộ lụa. Sơ mi nhung 75 cho bé tươi. Cho em xin mã bộ lụa 39k nha mấy chị, bộ lụa 39.000 giùm em. Bộ lụa 39.000 có đơn. Bộ lụa 39. Bộ lụa 39 giùm em nha. Còn trắng như Tiết Dung ơi, còn trắng em ơi. Rồi bộ lụa cargo. Mã này là cargo giùm em nha. Bộ lụa 39 cho Phương Giao. Cargo 29.000. Cargo 29.000. Cargo 29. Còn ông đưa tiếp đồ chứ. Cargo 29.000. Cargo 29.000. Rồi chấm xin màu bơ 39.000. Màu bơ 39 giùm em. Màu bơ 39.000 có logo thiêu luôn. Màu bơ 39.000. Rồi ok. Thanh Phương khách mới lên số điện thoại giùm em. Màu bơ như mới chế 39.000 em áo phần lớp tết. Màu bơ 39.000. Màu bơ. Màu bơ giùm em. Màu bơ 39.000. Trời ơi bơm bơ như mới chế đẹp quá. Bơm bơ giùm em 49.000 con áo luôn. Bơm bơ khác bơm bơ chữ thiêu nhau đẹp cực kỳ. Cargo 29 cho Thanh Phương. Bơm bơ 49.000 giùm em. Bomber 49.000 nâu, nâu 49. Nâu. Bomber 49 cho Bảo Hằng. Rồi nè.
là vàng 49 giùm em luôn, quá dày, hàng hai lớp luôn mới chết. Rất tiện nha. Vàng 49 này, ồ màu vàng đưa gần mới đẹp nha bà. Màu vàng á, vàng 49 giùm em nha, đẹp cực kỳ. Mã vàng 49 giùm em. Phụ kiện mình còn gì vậy thôi? Mã vàng 49 hả? Băng tay tóc này còn nữa hả? Trời, con mèo á. Có gì nữa? Vàng 49 cho bé tươi. Dù như bảo hăng coi còn gì nữa. Đỏ đô. Đỏ 49 ra giùm em. Đỏ 49. Đỏ 49 giùm em. Đỏ 49 ngàn nha mấy chết. Mã đỏ bomber đỏ 49 ngàn giùm em. Dày lắm. Hàng hai lớp giùm em nha. Mã đỏ 49 ra. Đỏ 49 liền nha mấy bà ơi. Dễ thương. Đỏ 49 giùm em. Rồi có xanh dương và đen, xanh dương và xám nha. Thịt body chai dài á. Xanh dương, rồi hàng F4 là hot nè. Xanh dương luôn 49. Xanh dương 49 nha. Xanh dương 49 hàng 2 lớp, yên tâm đi mấy chế dù 2 lớp giùm em. Xanh dương 49. Hàng đẹp lắm. Xanh dương 49. Xanh dương 49 cho Bảo Hằng. Xám 49 luôn, hàng 2 lớp nha. Xám 49 giùm em. Xám 49 ra, rồi có đơn. Mã xám 49 ngàn nha. Cái gì? Trời ơi, xám mờ. Rồi xám mờ giùm em. Chốt luôn cho người 55k nha. Bét ghi giùm em bán 135, chốt trên lại 55 ngàn. Size em mờ, cùng bét ghi siêu đẹp luôn, cái nào quá tiện. Cái em cái nhỏ mà không phải chứ nốt cái này đẹp. Xanh mờ nha mọi người, 55 ngàn luôn một con thôi, rẻ quá. Xanh mờ 55k. Xanh mờ, tụi mày nấu quần mờ để riêng đi, cái này treo cũng được. Không ai mờ 55 cho bé tươi. Rồi cho em xin mã bộ xanh 39k. Bộ xanh giùm em 39 ngàn. Bộ xanh 39k giùm em, mã có bộ xanh. Bộ xanh nha, 39 giùm em. Bộ 39 ngàn. Rồi bộ chữ giùm em luôn. Bộ chữ 39k. Bộ chữ 39 giùm em nha mấy chết. Bộ chữ 39k. Mã bộ chữ 39 ngàn giùm em một bộ. Bộ chữ xanh dương để cho Bẹp Nhi. Không, xanh dương 49 là cá vô lô. Chút rồi. Ở lộn cáo vô á, chút rồi. Bộ chữ giùm em 39 ngàn. Bộ chữ 39 giùm em. Cái này ừ mấy cái đó đó. Chính hả? Còn mấy cái còn. Còn chiếc. Còn nước hoa không? Còn vùng kính không? Sực body còn chai dạng. Còn nước hoa vùng kính còn nhiều không? Còn mấy chai gì đó. Bộ 39 cho Bảo Hằng. Nước hoa vùng kính nha mọi người. Em chốt luôn 39 ngàn trên like nha mọi người. Comment mã nước hoa vùng kính giùm em nha. Quá trời. Là anh Thái mà bà nào không có này là giỏi dữ lắm. Thật sự nó thơm dữ luôn mọi người ơi. Cái này mọi người bỏ vào quần chiếc của mình nha mọi người. Nó thơm cực kỳ luôn, 39 ngàn giùm em. Có hả bạch chết có đàng hoàng nha mấy chế. Thơm lâu cực kỳ lâu luôn. Em đã test hàng rồi, thơm lắm. Hết còn không? Còn không? Còn. Sao chứ thấy có đâu có còn. Rồi cho em xin mã là nước hoa VK. Nước hoa VK 39 ngàn thôi mấy chế. Nước hoa VK giùm em. Mấy chế thấy một lọ nó ít như vậy chứ mà mình dùng khá lâu luôn. Tại vì nó thơm lắm. Chỉ chấm nhẹ lên cái quần chiếc thôi là thơm cả ngày rồi mấy chế. 39 ngàn, cầm em mã nước hoa VK dùm em 39 ngàn nha mấy chế ơi. Đó, có mã vạch chết có cho mọi người đàng hoàng nha. Có màu nâu, có màu trắng, có màu đen. Màu nó cũng thơm cho mọi người, cầm em mã nước hoa VK là ok. Và nào chưa có thì comment nha. Nước hoa VK dùm em. Đây, chấm lên vậy, á trời, chấm lên vậy nè mấy chế. Còn mình bỏ vào trong cái quần chiếc của mình nó thơm cực kỳ thơm. 39 ngàn dùm em nha. Nước hoa VK 39k dùm em. Nước hoa 39 cho Hoàng Trinh. Nước hoa 39 cho Tiết Dung. Rồi ngoài có thể ngoài bỏ vào vùng vào trong cái quần chip mình, còn mình chấm vào tay cổ gáy sau gáy của mình nha mọi người, thơm lắm nha. Cái 39 ngàn mà thơm cực kỳ luôn, ngọt nhưng mà ngọt mùi sen đến ngủ lắm. 39 ngàn giùm em nha. Cầm em mở nước hoa VK 39 là có đơn. Nước hoa VK còn bông tẩy trang là 29 ngàn á, được chưa? Bông tẩy trang 29 ngàn. Cái set em mặc là 89 ngàn nha mọi người, lấy báo em nha. Rồi cái set em mặc có view chưa? Có view hoặc có không? Rồi lấy lên chi view luôn mà. Rồi nước hoa VK hay cho ok. Ok Tiết Dung. Kim Cương có nước hoa hay cho ok em. Rồi ok mọi người. Rồi ok bye bye mọi người nha mọi người. Mọi người nếu mà tối nay có like là 8 nhậm like mọi người ơi. Rồi bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người.